MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 349. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Dù là trước đó đối chiến tạp đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân, cũng chưa từng như thế. Dù sao, trước đây hắn chỉ là tham dự mà thôi, chân chính chủ lực cũng không phải hắn. Mà bây giờ, hắn lại muốn đơn độc đối chiến tạp đệ tam phân thân, có thể nghĩ áp lực của hắn chi lớn. Oanh! Tạp đệ tam phân thân không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chớp mắt liền tới đến phụ cận, một đao hung hăng chém xuống. Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, cả người như là như lưu tinh rơi đập trong biển, biển lớn nổ tung, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cơ thể muốn nứt, đối mặt tạp đệ tam phân thân tán phát khí tức, hắn hoàng kim huyết dịch cũng đang sôi trào, kịch liệt bốc lên, dường như muốn thiêu đốt. Trên không trung, tạp đệ tam phân thân tóc đen dày đặc, rối tung trên vai về sau, áo trắng tung bay, không nhiễm trần thế, thần sắc băng lãnh vô tình, con người sâu thẳm như là mênh mông. Đoạt xá đại thần thiên tạp đệ tam phân thân, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay kình địch. Tiêu Phàm ổn định thân hình, thân thể khẽ run lên, vừa mới một kích, hắn nhục thân nhận lấy cực lớn trọng thương. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là mình đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, đã có cùng Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là so phổ thông Hồng Mông Tiên Vương mạnh một điểm mà thôi, nhưng cùng tạp đệ tam phân thân tầng thứ này cường giả, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vậy mà không chết, tạp đệ tam phân thân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay lưỡi đao óng ánh sáng lạn, lóe ra phi tiên quang mang. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, đao này thế nhưng là đại thần thiên pháp bảo, trước đó hắn được chứng kiến một lần. Nguyên bản Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới, đao này nhiều nhất chỉ là phổ thông tổ khí mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, đao này tuyệt đối không kém gì lịch cổ thập đại pháp bảo. Cũng đúng, cái này thế nhưng là đại thần thiên xứng đao, nếu là phẩm giai quá thấp, há lại sẽ bị đại thần thiên xem như vũ khí. Pháp bảo cường đại mặc dù không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng đối tu giả thực lực bản thân vẫn là có tăng lên cực lớn. Xem ra, đao này vẫn là quá yếu điểm. Tạp đệ tam phân thân duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng gõ gõ thân đao, phát ra một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hắn tà mị cười một tiếng, ẩn chứa một loại vô địch bá khí, giống như thiên địa chúa tể, quan sát vạn linh. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nắm thật chặt cầm tu la kiếm tay, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy xuôi, hắn đã không biết rõ, tự mình bao lâu không có tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Yên tâm, rất nhanh, không có chút nào đau nhức. Tạp đệ tam phân thân cười nhạt một tiếng, thoại âm rơi xuống, liền lần nữa giết tới Tiêu Phàm phủ cận, đao mang nở rộ, đâm vào Tiêu Phàm con ngươi đau nhức. Hắn không chút do dự giơ lên tu la kiếm, ngăn tại trước người. Keng! Một tiếng thanh âm như sấm vang lên, Tiêu Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cầm tu la kiếm tay nổ tung, huyết vụ vẩy ra. Mạnh! Quá mạnh! Căn bản không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu. Buồn cười là, chính hắn còn tưởng rằng tạp đệ tam phân thân thực lực quá yếu, cho nên mới dùng phệ tiên tán đối phó cái khác Hồng Mông Tiên Vương. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, tự mình cho dù không giữ lại chút nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tạp đệ tam phân thân. Muốn theo hắn trong tay sống sót, nhất định phải cứu ra thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ bọn hắn. Bất quá, thế cục bây giờ đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Dù là hắn cứu ra thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ bọn hắn, cũng không cách nào xua tan không trung phệ tiên tán, đến lúc đó bọn hắn đồng dạng còn có thể trúng độc. Nếu là có thể giải quyết vấn đề này, vậy cũng căn bản không cần cứu ra thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ, đừng quên, lão nhân coi mộ cùng thần vô tận bọn hắn, nhưng đợi tại tự mình thể nội thế giới. Tiểu Hữu, ngươi đi mau. Lúc này, nơi xa truyền đến giống to một tiếng, lại là một cái toàn thân ma khí tận trời lão giả, dường như dùng hết toàn lực nhắc nhở Tiêu Phàm, ngươi không phải là đối thủ của hắn, dù là cứu ra nhóm chúng ta, cũng không cách nào chiến thắng hắn. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu hắn lại là nghĩ đến, như thế nào mới có thể xua tan phệ tiên tán. Đi, đi được rồi chứ. Tạp đệ tam phân thân coi nhẹ cười một tiếng, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, dù là hắn là Hồng Mông Tiên Vương, kia lại như thế nào. Cũng đồng dạng khó thoát chính trở thành vong hồn dưới đao kết cục.
Lời còn chưa dứt, tạp đệ tam phân thân cất bước, một bước mấy vạn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong tay lạnh đao lấp lóe, tràn đầy thiên đao mang như là như mưa rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh, mắt thấy đao quang sắp bao phủ tự mình thời khắc, nơi xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái to lớn hỏa diễm thủ trưởng, hung hăng chụp về phía tạp đệ tam phân thân. Tạp đệ tam phân thân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc rút lui đao, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát kia bàn tay công kích. Lại còn có hậu thủ, tạp đệ tam phân thân có chút ngoài ý muốn lườm hỗn nguyên phích lịch hỏa một cái, híp mắt nói, hỗn độn chi hỏa. Nói xong, hắn nhô ra một cái thủ trưởng, tiên quang bắn ra, trong nháy mắt bóp lấy hỗn nguyên phích lịch hỏa cổ. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết, hỗn nguyên phích lịch hỏa thế nhưng là không có thực thể, lại bị tạp đệ tam phân thân dễ dàng như thế liền chế phục. Hắn thực lực, xa so với ông trời còn muốn đáng sợ rất nhiều. Dù sao, hỗn nguyên phích lịch hỏa thế nhưng là có thể cùng ông trời chính diện một trận chiến. Ầm ầm, tạp đệ tam phân thân có chút dùng sức, hỗn nguyên phích lịch hỏa hình người thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm quét sạch bầu trời. Một hơi về sau, hỗn nguyên phích lịch hỏa lần nữa ngưng tụ thành hình, há mồm thở dốc, không gì sánh được sợ hãi nhìn chằm chằm tạp đệ tam phân thân. Từ khi hắn có được linh trí đến nay, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cái này thế nhưng là cảm giác tử vong a. Tiểu tử, còn có cái gì át chủ bài, cũng lấy ra đi, bằng không, ngươi không có cơ hội thi triển. Tạp đệ tam phân thân thần sắc đạm mạc, tự tin phi phàm. Hắn không phải nói nhảm rất nhiều người, nhưng lại đối Tiêu Phàm có một chút hứng thú. Một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh sâu kiến, lại có thể lại nhiều lần theo tự mình trong tay sống sót. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải viễn cổ thời đại hắn, dù là tại hồng mông tiên vương bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ngươi sẽ thấy, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem tạp đệ tam phân thân vây quanh ở trung ương. Sáu đạo ma ảnh, tạp đệ tam phân thân thần sắc rốt cục có nhiều biến hóa. Gần như đồng thời, sáu đạo ma ảnh đồng thời kết ấn, một cái màn ánh sáng lớn trong nháy mắt bao phủ tạp đệ tam phân thân. Lục đạo luân hồi đại trận. Đây là Tiêu Phàm rất cường đại át chủ bài một trong, cho đến bây giờ, hắn vẫn là trước mặt người khác lần thứ nhất hiển lộ. Đủ để có thể thấy được, hắn hiện tại tình huống nguy hiểm, đã đạt đến từ trước tới nay số một. Lục đạo luân hồi đại trận, tạp đệ tam phân thân mặt lộ vẻ dư tợn, tại đại trận này chấn áp phía dưới, hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực, chỉ ít thời gian ngắn bên trong không cách nào tránh thoát. Ngươi vậy mà tu luyện lục đạo luân hồi tiên kinh, tiên pháp, luân hồi phong cấm. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là dùng hành động thực tế đáp lại tạp đệ tam phân thân. Bỗng nhiên, lục đạo luân hồi đại trận tiên quang đại thịnh, hư không xuất hiện một cái to lớn sao sáu cánh mang, gắt gao đem tạp đệ tam phân thân chấn áp ở trong đó. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn bản tiên. Tạp đệ tam phân thân cười lạnh một tiếng, trên người lực lượng đột nhiên tăng vọt. Tiểu hữu, mau trốn. Xa xa ma tộc lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm thời gian ngắn bên trong khốn trụ tạp đệ tam phân thân, đầu tiên là một trận cuồng hỉ, sau đó sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm cuối cùng chỉ là một cái hỗn nguyên tiên vương, cho dù thời gian ngắn bên trong chấn áp tạp đệ tam phân thân, kia lại như thế nào? Nhất là tạp đệ tam phân thân khí thế trên người liên tục tăng lên, kia khí tức, nhường bọn hắn cũng cảm nhận được sợ hãi. Một cái tiểu tiểu trận pháp, lại há có thể chống đỡ được. Tiêu Phàm không để ý đến, toàn thân tâm đầu nhập lục đạo luân hồi đại trận bên trong. Hắn không nghĩ tới lục đạo luân hồi đại trận có thể vây khốn tạp đệ tam phân thân, nhưng là, hắn nhất định phải tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ cần lão nhân coi mộ bọn hắn triệt để bài trừ thể nội phệ tiên tán chi độc, đến lúc đó tính cả thánh thiên sứ cùng thái nhất ma tổ bọn hắn, cho dù không cách nào chiến thắng tạp đệ tam phân thân, chí ít cũng có thể có sức tự vệ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào lục đạo luân hồi đại trận phía trên. Tiền bối. Đúng lúc này, nơi xa thần thiên sứ cùng ma tổ các cường giả chỗ trận pháp bên ngoài, một đạo thân hình hiển lộ mà ra. Ngươi, đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra vẻ không thể tin, ánh mắt thỉnh thoảng ở trước mắt thân ảnh cùng xa xa Tiêu Phàm trên thân bồi hồi. Cái này tiểu tử không phải tại cùng tạp đệ tam phân thân chiến đấu sao, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm không để ý đến đám người kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trong trận pháp duy nhất trên người nữ tử mang theo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt.
Bất quá thứ nhất đầu tóc bạc thánh khiết không gì sánh được, Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thân phận. Thần Thiên Sứ. Thở sâu, Tiêu Phàm hỏi, Thần Thiên Sứ, nhưng có biện pháp thanh trừ phệ tiên tán? Không thể, Thần Thiên Sứ đắng chát lắc đầu, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng phải muốn đầy đủ thời gian khả năng thanh trừ, bây giờ lại là không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có nước biển có thể ngắn ngủi ngăn cản phệ tiên tán khuếch tán. Nước biển, Tiêu Phàm nhíu mày. Khó trách bọn hắn sẽ xuất hiện ở trong biển, nguyên lai là tại mượn nhờ nước biển lực lượng ngăn cản phệ tiên tán ăn mòn. Nếu không bọn hắn những người này đã sớm trở thành tạp đệ tam phân thân vong hồn dưới đao. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nước biển có thể ngăn cản phệ tiên tán khuếch tán, cái kia không biết cái khác nước phải chăng có thể. Thần Thiên Sứ không chút nghĩ ngợi nói, có thể, bất quá vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản khuếch tán tốc độ, không cách nào triệt để, trừ phi đi ngược dòng. Đi ngược dòng. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, kích động nói, ngươi xác định đi ngược dòng có thể ngăn cản phệ tiên tán. Phệ tiên tán trên bản chất là thế gian rất vẩn đục ngũ trọc chi khí, đi ngược dòng chính là thiên hạ kỳ vật, vạn trọc bất xâm, tự nhiên có thể. Thần Thiên Sứ giải thích nói. Tiêu Phàm nghe được xác định đáp án, nội tâm cuồng hỉ. Bất quá, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác, tiền bối, người bố trí trận pháp này, có thể hay không trở ngại truyền tống trận. Đồng dạng truyền tống trận sợ là không được, Thần Thiên Sứ lắc đầu. Tiêu Phàm nhíu mày. Bất quá hắn đã trì hoãn không dậy nổi, bất luận như thế nào, trước thử một lần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm phất tay, một đạo màn ánh sáng màu đen hiển hiện, chính là đi ngược dòng. Đây là... đi ngược dòng. Đám người kinh hô không thôi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà có được trong truyền thuyết đi ngược dòng. Cái này thế nhưng là nghịch thiên thần vật A, cái này tiểu tử thật đúng là thật là lớn tạo hóa. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm đám người rung động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một bước hướng phía đi ngược dòng màn sáng bước đi, sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại nguyên chỗ. Một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm thân hình xuất hiện lần nữa, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị thâm trường. Được cứu rồi. Tiêu Phàm nội tâm cuồng hỉ, nguyên bản hắn còn lo lắng Thần Thiên Sứ bày ra trận pháp, cũng sẽ ngăn cản đi ngược dòng màn sáng truyền tống. Nhưng là hiện tại, hắn một phen nếm thử, phát hiện tự mình lại có thể tiến vào tiên ma giới. Kể từ đó, Thần Thiên Sứ cùng ma tộc các cường giả đều có thể ly khai thiên giới, tiến vào tiên ma giới. Những người trước mắt này, thế nhưng là tương đương với có được 9 đại hồng mông tiên vương cấp bậc chiến lực A. Nếu là bọn hắn có thể phát huy ra toàn lực, tạp đệ tam phân thân tuyệt đối chết chắc. Tiền bối, các ngươi cần nhiều thời gian dài bài trừ thể nội phệ tiên tán. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Nhóm chúng ta nhất định phải toàn lực thôi động trận pháp, không có thời gian bài độc, nếu không một khi bị tạp đệ tam phân thân công phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó nói chuyện ma tộc lão giả mở miệng nói. Nếu là có thể cho ta một nén nhang thời gian, ta đủ để bóc ra trong cơ thể của bọn họ phệ tiên tán, nhưng là, tạp đệ tam phân thân sẽ không cho nhóm chúng ta thời gian. Thần Thiên Sứ cũng nói. Một nén nhang thời gian sao? Tiêu Phàm thở sâu. Ánh mắt nhìn về phía trên không trung bị chấn áp tạp đệ tam phân thân, thời gian ta đến tranh thủ. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa thật sự là một cái hỗn nguyên tiên vương. Không phải đám người không tin Tiêu Phàm, mà là cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Kia thế nhưng là tạp đệ tam phân thân A. Nếu là Tiêu Phàm là hồng mông tiên vương, có lẽ còn có thể tranh thủ một nén nhang thời gian, có thể cái này ra hỏa chỉ là hỗn nguyên tiên vương, không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. Tin tưởng ta, Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại nói. Không phải nhóm chúng ta không tin ngươi, có thể coi là nhóm chúng ta loại bỏ thể nội phệ tiên tán, một khi triệt hồi trận pháp, cũng đồng dạng sẽ lần nữa trúng độc. Thần Thiên Sứ thở dài. Tiêu Phàm cũng không còn thuyết phục, phất tay, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Lão nhân coi mộ, thần vô tận, đám người nhìn thấy xuất hiện mấy người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy mấy người kia, bọn hắn chí ít không còn hoài nghi Tiêu Phàm thân phận. Tiêu Phàm, ngươi đây là ngại lão tử sống quá dài. Lão nhân coi mộ sắc mặt suy yếu không gì sánh được, nhìn xem Tiêu Phàm nổi giận mắng. Lão bất tử, ngươi không phải vẫn muốn chết sao? Tiêu Phàm oán giận trở về. Lão nhân coi mộ khóe miệng giật một cái, hận không thể hung hăng phiến tự mình một bàn tay. Hắn nha, sớm biết như thế, tự mình trước kia liền không trang bức. Tốt. Tiếp xuống ta đến ngăn cản tạp đệ tam phân thân, các ngươi nhường Thần Thiên Sứ khu trừ các ngươi thể nội phệ tiên tán chi độc,
phải nhanh. Tiêu Phàm đột nhiên một cước đá vào lão nhân coi mộ trên mông, lão gia hỏa thân thể run lên, mới vừa chuẩn bị chửi ầm lên, lại đột nhiên biến mất tại đi ngược dòng màn sáng bên trong. Tin tưởng ta đại ca, Thần Vô Tận để lại một câu nói, cũng vọt thẳng hướng đi ngược dòng màn sáng. Thần Thiên Sứ cùng ma tổ các cường giả thay thế, nơi nào còn dám do dự, nhao nhao triệt hồi trận pháp, cấp tốc xông vào đi ngược dòng màn sáng bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tại chỗ liền chỉ còn lại Tiêu Phàm một người. Tiểu tử, ngươi muốn làm chúa cứu thế, bản tiên người đầu tiên giết ngươi. Tạp đệ tam phân thân lúc này mới phát hiện động tĩnh nơi xa, khi hắn nhìn thấy Thần Thiên Sứ cùng ma tộc các cường giả nhao nhao biến mất, lập tức lửa giận liền không đánh một chỗ tới. Ầm ầm, tạp đệ tam phân thân trên thân khí thế tăng vọt, cuồng bạo tiên lực điên cuồng đánh thẳng vào lục đạo luân hồi đại trận. Lục đạo luân hồi đại trận run rẩy kịch liệt, bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát. Tiêu Phàm không dám buông lỏng cảnh giác, lách mình xuất hiện tại lục đạo luân hồi đại trận bên ngoài, mà tại chỗ Tiêu Phàm lại hóa thành một cái con thú nhỏ trắng như tuyết ghé vào hắn đầu vai. Con thú nhỏ trắng như tuyết không phải khác, chính là vạn nguyên huyễn thú. Vạn nguyên huyễn thú tồn tại, cũng là Tiêu Phàm tự tin có thể kiên trì một nén nhang lớn nhất lo lắng. Vì vạn tộc, cho dù là chết, Tiêu Phàm cũng nhất định phải làm được. Lục đạo luân hồi đại trận run rẩy dữ dội, màn sáng phía trên xuất hiện từng đầu khe hở. Tiêu Phàm cau mày, trên trán thân ở tinh mịn mồ hôi. Tạp đệ tam phân thân trên thân bộc phát tiên mang, như là từng chuôi lợi kiếm, điên cuồng đánh thẳng vào lục đạo luân hồi đại trận. Lục đạo luân hồi đại trận dường như bất cứ lúc nào đều có thể phá vỡ. Thật mạnh! Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nghĩ không hiểu, tự mình bây giờ bản nguyên đại đạo đã đạt đến hơn 8000 mét, dựa theo thực lực tăng phúc, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến mới đúng. Có thể sự thật lại là hoàn toàn vượt qua dự kiến. Chẳng lẽ bản nguyên đại đạo vượt qua 9000 mét về sau, theo bản nguyên đại đạo gia tăng, thực lực có thể gấp bội tăng lên. Bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ tăng phúc, thế nhưng là tương đương với 15 cái phổ thông tiên vương. Mà bình thường Hồng Mông Tiên Vương, cho dù tiên lực lột xác thành Hồng Mông Tiên Lực, cũng mới 11 lần tăng phúc mà thôi. Như thường tới nói, hắn hẳn là có thể nghiền ép đại bộ phận Hồng Mông Tiên Vương. Dù là bản nguyên đại đạo đến gần vô hạn 1 vạn mét, cũng không có khả năng có được chính mình như vậy tăng phúc. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu Hồng Mông Tiên Vương thực lực tăng phúc là như thế nào phân khu, đây cũng là hắn một mực không có bại lộ tất cả lá bài tẩy nguyên nhân. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải tranh thủ một nén nhang thời gian, lại nghĩ biện pháp đem tạp đệ tam phân thân dẫn vào tiên ma giới. Tiêu Phàm thở sâu, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lát nữa có thể thỉnh giáo Thần Vô Tận. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể để cho tạp đệ tam phân thân thoát khốn. Thật muốn một trận chiến, hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào, dù là tăng thêm vạn nguyên huyễn thú, cũng tuyệt so sánh tạp đệ tam phân thân đối thủ. Cũng may, hắn muốn làm vẻn vẹn chỉ là trì hoãn một nén nhang thời gian, mà không phải giết chết tạp đệ tam phân thân. Thời gian một hơi trôi qua, đối với Tiêu Phàm tới nói, mỗi một hơi thở thời gian, hắn cũng cảm giác cực kỳ kéo dài. Loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Diệt thần đao. Đột nhiên, tạp đệ tam phân thân cuồng hống một tiếng, cuồng bạo tiên lực hóa thành khí diễm, bao phủ quanh thân, tóc dài đầy đầu dựng thẳng. Tại Tiêu Phàm kinh dị trong ánh mắt, tạp đệ tam phân thân thể nội tiên lực điên cuồng tràn vào trường đao trong tay bên trong, một đạo dài chừng 10 trượng đao mang bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tạp đệ tam phân thân giơ lên cao cao trong tay chi đao, dùng hết toàn lực hung hăng chém xuống. Hồng hộc, một đạo bạch mang chiếu sáng thiên địa, xé mở vũ trụ. Nguyên bản tiên mang hừng hực lục đạo luân hồi đại trận màn sáng, đột nhiên bị một đạo màu trắng lấp lóe xuyên qua, 6 đạo ma ảnh cùng nhau bay ngược mà ra, bị chấn động đến thân thể run không ngừng. Hiển nhiên, dưới một kích này, đám người hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy phản phệ. Tiêu Phàm cũng bị kia cỗ bàng bạc lịch luyện hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Cho dù hắn biết rõ tạp đệ tam phân thân rất mạnh, nhưng giờ phút này đối phương hiển lộ thực lực, vẫn như cũ vượt xa dự liệu của hắn. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể chiến thắng tạp đệ tam phân thân người, đoán chừng một cái tay đều có thể đếm ra. Tiểu tử, có thể vây khốn bản tiên một chén trà thời gian, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Tạp đệ tam phân thân ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, toàn thân tiên lực thiêu đốt,
khí diễm hung mãnh tiếp xuống, ngươi muốn chết như thế nào? Hô! Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thân thiểm điện, cấp tốc hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn muốn làm chỉ là thôi diễn thời gian, mà không phải cùng tạp liều mạng tranh đấu, đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng tạp đệ tam phân thân chính diện ngạnh kháng. Chạy! Tạp đệ tam phân thân cười lạnh một tiếng, nhích miệng lên một vòng tà dị độ cong. Như hôm nay giới đã bị thần thiên sứ dùng đại trận phong cấm, vô luận Tiêu Phàm như thế nào chạy trốn, cũng tuyệt đối không thể chạy ra thiên giới. Thân hình lóe lên, tạp đệ tam phân thân biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Tiêu Phàm truy sát mà đi. Tiêu Phàm thi triển thời không na di tránh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, tạp đệ tam phân thân tốc độ vậy mà cái nhanh không chậm, gắt gao cắn hắn. Tiêu Phàm rất nghĩ thông suốt qua đi ngược dòng màn sáng trốn vào tiên ma giới bên trong. Nhưng là... hắn không dám làm như thế. Lấy tạp đệ tam phân thân tốc độ cùng thực lực, tự mình đoán chừng còn chưa tới đến thu hồi đi ngược dòng màn sáng, đối phương liền sẽ truy vào tới. Một khi tạp đệ tam phân thân tiến vào tiên ma giới, thần thiên sứ bọn người còn chưa bài trừ thể nổi phệ tiên tán chi độc, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Tạp nhưng cho tới bây giờ không phải một cái nói nhảm, rất nhiều người sẽ không ngốc đến bị hắn dùng ngôn ngữ để trì hoãn thời gian. Hắn ngược lại là muốn thông qua đi ngược dòng màn sáng tiến vào tiên ma động, nhưng hắn cần thời gian, mà tạp đệ tam phân thân hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở thiên giới tranh thủ một nén nhang thời gian. Đến lúc đó, cho dù tạp đệ tam phân thân đi theo tự mình tiến vào tiên ma giới, bọn hắn một phương nhiều như vậy hồng mông tiên vương, cho dù giết không chết tạp đệ tam phân thân, cũng có thể tùy tiện cuốn lấy hắn. Phốc! Tiêu Phàm vừa mới thi triển thời không na di tránh, vượt qua mấy vạn dặm hư không, vốn cho rằng thời gian ngắn bên trong hất ra tạp đệ tam phân thân. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, thân hình của hắn vừa mới hiển lộ, một đạo lăng lệ công kích liền theo phía trước kích xạ mà tới. Dù là có được vĩnh hằng tiên thể Tiêu Phàm, cũng chênh lệch bị đao mang kia một phân thành hai. Tại hắn ngực, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, cuồn cuộn tiên huyết phun ra ngoài, thẩm thấu áo bào. Thời không chi lực, không chỉ ngươi hội. Tạp đệ tam phân thân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, danh con, dừng ở đây rồi. Giết! Tiêu Phàm bạo giống, hắn tự biết tự mình trốn là không thể nào trốn được. Nếu là một vị chạy trốn, đoán chừng không dùng đến một nén nhang thời gian, tự mình liền sẽ bị tạp đệ tam phân thân cho xóa bỏ. Đã như vậy, còn không bằng một trận chiến. Phịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, kinh khủng tiên đạo chi quang bổ ra thương vũ, nhưng mà lại bị tạp đệ tam phân thân dễ như trở bàn tay ngăn trở. Thật bất ngờ đúng không? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, tạp đệ tam phân thân lại là tà mị cười một tiếng, giống như một tôn cái thế ma tôn. Hắn tay thượng tiên lực cổ động, trong nháy mắt bị Tiêu Phàm đánh bay ra ngoài. Tiêu Phàm một cánh tay bị chấn nát, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Tu luyện lục đạo luân hồi tiên kinh ngươi, nếu là đột phá hồng mông tiên vương, có lẽ còn có thể cho bản tiên tạo thành một điểm bối rối, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn như cũ yếu đáng thương. Cho nên, ngươi có thể chết rồi. Tạp đệ tam phân thân dư tận cười một tiếng, thân hình chớp động, mấy đạo tuyệt thế lăng lệ đao mang nở rộ, theo tứ phía bốn phương tám hướng bay thẳng Tiêu Phàm mà đi. Oanh! Mắt thấy đao mang sắp tới gần thời khắc, sáu đạo ma ảnh lại xuất hiện, tạo thành một cái lục đạo luân hồi đại trận, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Bất quá, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, lục đạo luân hồi đại trận lần nữa phá vỡ. Sáu đạo ma ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí. Nhưng mà, đao mang kia lại là tốc độ không giảm mảy may, trong nháy mắt quán xuyên Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm trên thân, có thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, toàn bộ thân thể trọng trọng nhập vào mặt đất, loạn thạch thủng, vang lên vô số bụi bặm. Mấy tước về sau, bụi bặm tan hết, Tiêu Phàm hiển lộ mà ra. Hắn lo lắng quỳ xuống đất, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Kia màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm tạp đệ tam phân thân. Không phục lắm, đáng tiếc, sâu kiến không có còn sống quyền lực. Tạp đệ tam phân thân thần sắc đạm mạc, trong tay chi đao rất không bảo lưu chém xuống. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Oanh! Đao mang như là như mưa rơi xuống, đại địa không ngừng vỡ nát, đem Tiêu Phàm nuốt hết. Tạp đệ tam phân thân thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú vào phía dưới hố sâu to lớn, không có bất cứ tia cảm tình nào.
Chờ đợi chỉ chốc lát, bụi bặm tán đi, trong hố sâu hết thảy hiện lộ mà ra, lại là không có phát hiện Tiêu Phàm tung tích. Muốn chết sâu kiến. Tạp đệ tam phân thân hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị ly khai. Những người kia, vốn đã chú định trở thành hắn thịt cá trên thớt gỗ, lại bởi vì Tiêu Phàm dùng cái gì thủ đoạn đưa tiến thần thiên sứ bọn người, nội tâm của hắn sớm đã sát tâm nổi lên. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có cái gì kiên nhẫn truy sát một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh sâu kiến. Bất quá, hắn thấy, cho dù thần thiên sứ bọn người thật chạy trốn, cũng không quan trọng. Lần sau gặp lại đến bọn hắn, lại trực tiếp làm thịt mới đúng. Mới vừa phóng ra một bước, tạp đệ tam phân thân đột nhiên ngừng lại thân hình, bỗng nhiên lát nữa hướng phía trong hố sâu nhìn lại. Khụ khụ, vô cùng suy yếu tiếng ho khan vang lên, tại tạp đệ tam phân thân kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá trước mắt Tiêu Phàm, trên thân khắp nơi đều là vết đao, máu me đầm đìa. Hắn một cánh tay bị chém đứt, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Tiêu Phàm không biết rõ, mình đã bao lâu chưa từng nhận qua thương nặng như vậy. Trước đó đối chiến tạp đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn cảm thấy tạp phân thân chỉ là mạnh mà thôi. Nhưng là lần này, hắn rốt cục cảm nhận được tạp phân thân chỗ cường đại, đơn giản chính là biến thái. Khó trách vạn tộc chí cường liều chết cũng muốn chém giết tạp phân thân. Còn sống, tạp đệ tam phân thân có chút không dám tin. Cái này tiểu tử, đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường. Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết, Tiêu Phàm cười lạnh nói, mặc dù bị trọng thương, nhưng toàn thân chiến ý lại là tăng vọt, mà lại, ta có thể đánh với ngươi cái cược, lần này, chết tuyệt đối là ngươi. Tạp đệ tam phân thân mí mắt hơi nhíu, hắn thật không biết rõ cái này hỗn nguyên tiên vương cảnh tiểu tử từ đâu tới tự tin. Chỉ bằng ngươi, ngược lại là có mấy phần dũng khí, làm sao không cần ngươi kia đổ vật thoát đi đâu. Tạp đệ tam phân thân khịt mũi coi thường. À, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, chỉ khi nào triệu hồi ra đi ngược dòng màn sáng, tạp đệ tam phân thân tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó đi theo hắn xông vào tiên ma động, những người khác chẳng phải là chết chắc. Hắn đương nhiên sẽ không bị tạp đệ tam phân thân khích tướng. Thoại âm rơi xuống, sáu đạo ma ảnh lại xuất hiện, lơ lửng tại quanh người hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tạp đệ tam phân thân. Có ý tứ, tạp đệ tam phân thân liếm môi một cái, ta đột nhiên cảm thấy, nếu như dễ dàng như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, vậy liền hảo hảo đùa với ngươi chơi. Hô! Lời còn chưa dứt, tạp đệ tam phân thân lần nữa biến mất tại chỗ trống. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm chỗ hố sâu truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ thiên giới cũng kịch liệt lắc lư một cái. Tiêu Phàm ngực bị một đao xuyên qua, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, tiên huyết cuồng phún. Tạp đệ tam phân thân một đao bốc lên Tiêu Phàm, cười lạnh không thôi, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, cũng nghĩ giết bản tiên. Tiêu Phàm không nói, trên mặt lại là hiện lên nụ cười ý vị thâm trường. Lúc này, một cỗ kinh khủng khí tức bỗng theo tạp đệ tam phân thân phía sau đánh tới. Một sát na kia, tạp đệ tam phân thân dường như bị một con rắn độc tập trung vào. Hắn trường đao trong tay bỗng nhiên một thể, đem Tiêu Phàm nhục thân một phân thành hai. Đồng thời, thân hình hắn cấp tốc hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, cuối cùng chậm một nhịp. Phốc, một đạo huyết kiếm theo tạp đệ tam phân thân cánh tay trái phun ra ngoài, đau tạp đệ tam phân thân nhe răng trợn mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, lại là phát hiện cánh tay trái của mình theo nơi bả vai chém ra. Phía trên còn giữ mấy cái cao thấp không đều dấu răng. Tạp đệ tam phân thân sắc mặt tái xanh đến cực điểm, tự mình vậy mà thụ thương rồi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, loại kia cảm giác nguy hiểm lần nữa đánh tới. Lần này, tạp đệ tam phân thân phản ứng mau chóng, tay phải trường đao nhấc lên, ngăn tại trước người. Keng! Một tiếng kim loại va chạm âm thanh bén nhọn vang lên, đốm lửa bắn tứ tung. Tạp đệ tam phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, rốt cục xem rõ ràng mang đến cho mình uy hiếp là cái gì đồ vật, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, làm bị thương tự mình lại là một cái lớn chừng bàn tay con thú nhỏ trắng như tuyết. Nhìn qua con thú nhỏ trắng như tuyết, tạp đệ tam phân thân sầm mặt lại, toàn thân sát ý tăng vọt. Vạn nguyên huyến thú, tạp đệ tam phân thân cơ hồ từng chữ nói ra mấy chữ, gân xanh trên trán bạo khởi. Mặc dù vạn nguyên huyến thú sớm đã thoát ly khư thú phạm vi, mà lại biến hóa dung mạo, nhưng tạp đệ tam phân thân vẫn như cũ một cái liền nhận ra được. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tức giận như thế. Trong đầu của hắn,
không khỏi hồi tưởng lại thái cổ thời đại, tự mình ba người tất cả đều bị vạn nguyên huyễn thú gây thương tích một màn. Nếu không phải vạn nguyên huyễn thú, bọn hắn ba bộ phân thân căn bản không cần ngủ say, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Có thể nghĩ, tạp đệ tam phân thân đối vạn nguyên huyễn thú hận ý. Ia ia, vạn nguyên huyễn thú gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành một trượng lớn nhỏ. Đã tạp đệ tam phân thân đã nhận ra vạn nguyên huyễn thú, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để vạn nguyên huyễn thú giấu đầu lộ đuôi. Mà lại, lấy thực lực của hắn, không ngăn cản được tạp đệ tam phân thân một nén nhang thời gian, cuối cùng còn phải dựa vào vạn nguyên huyễn thú xuất thủ. Nghiệt xúc, mắt thấy vạn nguyên huyễn thú điên cuồng nhào về phía hắn, tạp đệ tam phân thân nội tâm lửa giận trong nháy mắt dâng trào lên, toàn thân sát ý tăng vọt, chu vi nhiệt độ bỗng giảm xuống không ít. Oanh! Tạp đệ tam phân thân dùng hết toàn lực một đao trừ ra, cùng vạn nguyên huyễn thú móng vuốt va chạm khắp nơi cùng một chỗ, kinh khủng năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm quét sạch mà ra. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Nguyên bản hắn còn lo lắng về tiên tán tồn tại, vạn nguyên huyễn thú thực lực khả năng giảm bớt đi nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, về tiên tán chi độc xác thực đối Hồng Mông Tiên Vương có hiệu quả chí mạng. Bất quá vạn nguyên huyễn thú có vẻ như cùng cái khác Hồng Mông Tiên Vương khác biệt, phệ tiên tán chi độc đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Điểm này, ngược lại là cùng tạp đệ tam phân thân có chút tương tự. Theo hai người khí tức nhìn lại, vạn nguyên huyễn thú xác thực không bằng tạp đệ tam phân thân, nhưng cũng chênh lệch không xa, chí ít kiên trì một nén nhang thời gian, hẳn không có vấn đề quá lớn. Phốc phốc, đang lúc Tiêu Phàm may mắn thời khắc, tạp đệ tam phân thân đột nhiên nâng lên tay trái, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tiên quang bắn ra mà ra, tuyệt thế bá đạo, cường đại tuyệt luân, dường như thế gian hết thảy quang hoa tại hắn trước mặt, cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Xem chừng, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng. Kia tiên quang cho hắn một loại cảm giác da đầu tê dại, ẩn chứa trong đó một loại tuyệt thế công phạt chi, cổ kim hiếm thấy. Vạn nguyên huyến thú vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia tiên quang quán xuyên thân thể, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Thân thể của nó cũng không bị khống chế, hung hăng nhập vào mặt đất, từng đầu to lớn như rồng khe rãnh lan tràn bốn phương, đại địa kịch liệt rung động không thôi. Tiểu Vạn, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại vạn nguyên huyễn thú bên người. Tạp đệ tam phân thân dường như ngồi một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước đây ngươi sao? Bên trong bản tiên phi tiên chi lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm ôm lấy vạn nguyên huyễn thú, nhìn xem bị tiên huyết nhuộm đỏ trắng như tuyết da lông, hai mắt đỏ bừng không gì sánh được. Yên tâm, ngươi cũng chạy không thoát, vừa vặn có người bạn. Tạp đệ tam phân thân không nhìn Tiêu Phàm phẫn nộ ánh mắt, chậm rãi bậc thềm mà xuống, hướng phía Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay vạn nguyên huyễn thú, trán nổi gân xanh lên, hai mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng, hiện đầy tơ máu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt hung ác nhìn chằm chằm tạp đệ tam phân thân, kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên. Keng! Một tiếng nổ vang, Tu La kiếm cùng tạp trong tay diệt thần đao đụng vào nhau, Tiêu Phàm như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Bất quá, hắn lại là gắt gao bảo vệ trong tay vạn nguyên huyến thú. Ia ia! Đột nhiên, vạn nguyên huyến thú gầm nhẹ một tiếng, từng đạo chói lọi quang mang theo nó thể nổi bắn ra. Đây là... Tiêu Phàm trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Những này quang hoa, không phải là tạp đệ tam phân thân phi tiên chi sao? Vậy mà đều bị hắn loại bỏ bên ngoài cơ thể. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không nhìn phi tiên chi lực? Tạp đệ tam phân thân con ngươi có chút co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, năm đó, ngươi chính là chết tại phi tiên chi lực phía dưới. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã theo tạp đệ tam phân thân trong miệng xác định vạn nguyên huyễn thú thân phận, nhưng là nghe nói như thế, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Vạn nguyên huyến thú không chỉ là đã từng đầu kia đánh lén 33 cỗ phân thân tiên vương thú, hơn nữa còn thật chết qua một hồi. Bất quá, khi nhìn thấy vạn nguyên huyến thú đầy máu phục sinh bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng lo lắng lại lớn mấy phần. Bởi vì, hắn đã sớm không phải ngươi nhận biết tiên khư thú. Tiêu Phàm hừ lạnh cười nói. Kia lại như thế nào, các ngươi đồng dạng phải chết, thù mới hận cũ. Hôm nay cùng nhau tính toán. Tạp đệ tam phân thân mặt lộ vẻ điên cuồng, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, toàn bộ thiên giới kịch liệt run lên, tất cả may mắn còn sống sót sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiêu Phàm y phục cũng trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi,
cỗ uy áp này quá kinh khủng. Ngược lại là bên cạnh vạn nguyên huyễn thú, lại là không có nửa điểm động tĩnh, trong suốt con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm tạp đệ tam phân thân. Hô! Đột nhiên, vạn nguyên huyễn thú trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại tạp đệ tam phân thân trước người. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị nhất chính là, vạn nguyên huyễn thú thân hình một trận biến hóa, vậy mà biến thành lão nhân coi mộ bộ dáng, hắn đưa tay một bàn tay, nộ quay mà ra. Phải biết, vạn nguyên huyễn thú chỉ là hắn cái thần thức mà thôi, có thể giờ phút này, mặc dù vẫn như cũ cùng hắn có chút liên hệ, nhưng là, lại đã mất đi đối với nó trưởng khống. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ còn có thể lo lắng nó sẽ phản bội. Nhưng là trải qua những năm này ở chung, vạn nguyên huyễn thú cùng hắn ở giữa sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất là Tiêu Phàm toàn lực trợ giúp vạn nguyên huyễn thú sau khi đột phá, hai người sớm đã như là một người. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm không chung chiến đấu, bất quá cũng hắn không có nhúng tay. Vạn nguyên huyễn thú thực lực, cho dù không phải là đối thủ của tạp đệ tam phân thân, nhưng là trì hoãn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Dù là hắn huyễn hóa lão nhân coi mộ đánh không lại tạp đệ tam phân thân, hắn còn có thể huyễn hóa thành đại vô thiên ma, thần vô tận, thậm chí thanh thiên cùng thương thiên. Lấy vạn nguyên huyễn thú thiên phú, phàm là hắn thấy qua người, thì triển qua thủ đoạn, đều có thể từng cái sao chép được. Trên không trung, hai người kịch liệt giao chiến, nếu không phải bởi vì thần thiên sứ bố trí trận pháp, đoán chừng thiên giới đã triệt để sụp đổ. Đại địa sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nham tương tận trời, nước biển cuồn cuộn, một bộ tận thế chi cảnh. Oanh! Đột nhiên, tạp đệ tam phân thân một đao nộ bổ xuống, vạn nguyên huyễn thú thân thể bỗng nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù màu trắng, giống như từng mảnh màu trắng đám mây. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, đầy trời sương trắng lần nữa ngưng tụ thành một thân ảnh. Tiêu Phàm thấy thế, nhìn không được nhếch miệng cười một tiếng. Vạn nguyên huyễn thú thực lực bây giờ, xác thực không bằng tạp đệ tam phân thân. Nhưng là, đừng quên hắn thế nhưng là tiên khư thú A. Hắn thiên phú, cường đại để cho người ta tuyệt vọng, chỉ là hắn không hạn chế phục chế năng lực, cơ hồ liền đã đứng ở thế bất bại. Hỗn trướng! Tạp đệ tam phân thân triệt để phẫn nộ, hắn bản thân thực lực liền cực kỳ bất phàm, bây giờ càng là đoạt xá đại thần thiên linh hồn thân thể, càng là mạnh một thớt. Hắn thấy, cho dù là năm đó tiên khư thú, hắn cũng có thể tùy tiện nghiền sát. Có thể sự thật xác thực hoàn toàn tương phản, vạn nguyên huyễn thú nghiễm nhiên chính là bất tử bất diệt tồn tại. Chiến đến bây giờ, vạn nguyên huyễn thú vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi, muốn giết chết hắn, có lẽ có thể làm được, nhưng tuyệt đối không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Mà cái này, vừa lúc là Tiêu Phàm chỗ mong đợi. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, tạp đệ tam phân thân đột nhiên hóa thân thiểm điện, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này ra hỏa giết không chết vạn nguyên huyễn thú, lại đem đao chỉ hướng tự mình. Cho là mình thật là để cho người ta nhào nặn quả hồng mềm. Tạp đệ tam phân thân nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, còn tưởng rằng hắn sợ choáng váng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Oanh! Một cái cự trường đột nhiên theo hư không toát ra, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy áp, hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Làm sao lại như vậy? Tạp đệ tam phân thân lộ ra vẻ không thể tin. Tốc độ của mình biết bao tấn mãnh, hoàn toàn có thể tùy tiện vứt bỏ vạn nguyên huyễn thú. Vạn nguyên huyễn thú coi như nghĩ xuất thủ cứu Tiêu Phàm, cũng không thể nào làm được mới đúng a. Hắn chỗ nào biết rõ, vạn nguyên huyễn thú chỉ là Tiêu Phàm cái thần thức mà thôi, ý niệm đi tới chỗ, vạn nguyên huyễn thú đều có thể trong nháy mắt xuất hiện. Tạp đệ tam phân thân tốc độ lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh qua Tiêu Phàm ý niệm. Cái này nhưng là chân chính thuấn di, hoàn toàn không có bất luận cái gì chênh lệch thời gian. Đây quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Tạp đệ tam phân thân sắc mặt tái xanh, vạn nguyên huyễn thú thời gian ngắn bên trong giết không chết, Tiêu Phàm cũng làm không rơi, nội tâm của hắn biệt khuất tới cực điểm. Dù sao, thực lực của hắn cùng Tiêu Phàm hoàn toàn không phải một ngày một chỗ, nhưng cố không cách nào bóp chết một con run dế, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Tạp, ta liền thích ngươi muốn giết chết ta, nhưng lại làm không rơi bộ dạng. Tiêu Phàm khiêu khích nhìn xem tạp đệ tam phân thân, nội tâm lại là bắt đầu đếm ngược bắt đầu. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống được? Tạp đệ tam phân thân khuôn mặt dữ tợn, sắc ý dâng lên. Nếu không, nhóm chúng ta đánh cược. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức nhún nhún vai nói, bất quá,
có đánh hay không cược cũng không đáng kể, dù sao bại người, đều phải chết. Giết! Tạp đệ tam phân thân ánh mắt ngưng tụ, cũng không còn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, cầm đao giết ra. Tại hắn trong mắt, bất luận kẻ nào đều là con kiến hôi tồn tại, chỉ là Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú chỉ là hơi cường đại một điểm sâu kiến mà thôi, rất nhiều hơn hao chút công phu. Oanh! Vạn nguyên huyễn thú đồng thời biến mất, cùng tạp đệ tam phân thân lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, hai người xuất thủ như là thiểm điện, đánh ra từng mảnh tiên huy, cực kỳ chấn động. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đứng tại chỗ một hơi một tí. Sau một lát, hai người lần nữa tách ra, tạp đệ tam phân thân con ngươi đỏ bừng như máu, nội tâm phẫn nộ cùng hóa thành hỏa diễm phun ra. Tạp, thực lực của ngươi cũng liền dạng này, Tiêu Phàm cười nhạo lườm tạp đệ tam phân thân một cái. Nhàn nhạt khoát tay một cái nói, Tiểu Vạn, không muốn cùng hắn chơi, chúng ta đi. Nói đi, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đạo màn ánh sáng màu đen xuất hiện ở trước mắt. Cũng không đợi tạp đệ tam phân thân phản ứng, Tiêu Phàm thu hồi cái thần thức, liền một bước bước vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Chạy đi đâu, tạp đệ tam phân thân giận tím mặt, nếu để cho một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh sâu kiến chạy trốn, vậy hắn uy danh ở đâu? Tạp đệ tam phân thân nhìn thấy Tiêu Phàm sắp biến mất. Hắn nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm toại nguyện? Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, một bước đi vào màn ánh sáng màu đen trước mặt, không chút do dự vọt vào. Chỉ là, khi hắn đi qua màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt đó, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, chuẩn bị cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, một đạo hỏa diễm chi quang bỗng xuất hiện sau lưng hắn, hóa thành một cái chân to hung hăng đá vào phía sau lưng của hắn. Tạp đệ tam phân thân thể một cái lảo đảo, bỗng nhiên lát nữa, lại là phát hiện, một đạo hỏa diễm thân ảnh đang đứng tại bên ngoài cười lạnh nhìn xem hắn. Ngọn lửa kia thân ảnh không phải người khác, chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa. Một mực bị lửa giận tràn ngập hắn, sớm đã đem Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa ném đến tận lên 9 tầng mây, nhưng mà lại là không nghĩ tới, mấu chốt thời điểm, cái này tiểu tử lại hại chính mình. Suy nghĩ chợt lóe lên, tạp đệ tam phân thân đã xuyên thấu màn ánh sáng màu đen. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại một mảnh vô ngần tinh không. Mà hắn đối diện, lại là có hơn 10 đạo thân ảnh, chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, các ngươi, tạp đệ tam phân thân sắc mặt biến hóa, hắn như thế nào còn không biết rõ, mình bị Tiêu Phàm tính kế. Kia tiểu tử, hết lần này đến lần khác khiêu khích tự mình, nhường hắn lên cơn giận dữ, phẫn nộ chiến thắng lý trí. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm đang tính kế chính mình. Mặc dù mình một khắc cuối cùng tỉnh táo lại, cũng đã không còn kịp rồi. Tạp, ngươi muốn chết như thế nào? Tại hắn đối diện, Tiêu Phàm chính một mặt cười tà nhìn xem hắn, đầu vai vạn nguyên huyễn thú cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tạp đệ tam phân thân sắc mặt âm trầm quét mắt chu vi thân ảnh, những người kia không phải người khác, chính là biến mất lão nhân coi mộ, thần thiên sứ bọn người. Nguyên lai, ngươi một mực tại tính toán bản tiên, tạp đệ tam phân thân ánh mắt xét lạnh, nhe răng trợn mắt. Hắn thực lực xác thực cường hoành không gì sánh được, thế nhưng là, tại trước mắt hắn thế nhưng là tương đương với 10 cái hồng mông tiên vương chiến lực A. Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 10 mấy sao? Huống chi, trong này còn có thần thiên sứ, thái nhất ma tổ, lão nhân coi một cái này 3 cái đỉnh cấp hồng mông tiên vương. Đúng vậy A, một nén nhang thời gian, thật đúng là cực kỳ dài lâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên chậm rãi hướng phía sau lui, bất quá. Ta chiến đấu đã kết thúc. Giết! Gần như đồng thời, thần thiên sứ khẽ kêu một tiếng, phía sau một đôi to lớn tiên lực cánh chim dương ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tạp đệ tam phân thân trước người. Tạp, đi chết đi! Đại vô thiên ma, lão nhân coi mộ cũng nhao nhao xuất thủ, đồng thời vây công tạp đệ tam phân thân. Đám người thể nội phệ tiên tán chi độc bị thanh trừ, thực lực đã đạt tới đỉnh phong, nếu là cái này cũng không cách nào giết chết tạp đệ tam phân thân. Vậy cũng không cần thiết cùng tạp bản tôn là địch. Tại mọi người điên cuồng công kích phía dưới, tạp đệ tam phân thân thể không ngừng nổ tung, bất quá hắn quả thực là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Điểm này, Tiêu Phàm đều không thể không bồi phục. Mà lại, khả năng đủ kiên trì như thế thời gian dài không chết, đã đáng quý. Tiêu Phàm nhìn thấy, tạp đệ tam phân thân một lần lại một lần giải thể, nhưng lại không ngừng trùng sinh, thấy trong lòng hắn hơi tê tê. Nếu là đổi lại cái khác hồng mông tiên vương, đã sớm chết vành lên. Có thể hắn quả thực là giữ vững được gần nửa canh giờ. Oanh! Theo đám người công kích rơi xuống, tạp đệ tam phân thân lần nữa nổ tung,
hóa thành đầy trời quang vũ tràn ngập hư không. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm kia đầy trời quang vũ. Hô hô, một thoáng thời gian, buông thả đại tác, cái gặp đầy trời quang vũ đột nhiên một phân thành hai, trên không trung ngưng tụ ra hai thân ảnh. Một đạo là tạp bộ dáng, mà đổi thành một đạo, thì là đại thần thiên. Đại thần thiên há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện tạp. Bị tạp phân thân khống chế, hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần thành công đoạt xá tạp đệ tam phân thân, sau đó luyện hóa hắn hết thảy, tự mình liền có thể đạt tới tạp độ cao. Có thể kết quả lại là kém chút mất mạng. Nước động, đại thần thiên, ngươi rất muốn giết bản tiên sao? Tạp đệ tam phân thân nghiền ngẫm cười một tiếng. Đại thần thiên quỳ một gối xuống tại hư không, suy yếu tới cực điểm. Hắn ngược lại là rất muốn giết lớn tạp đệ tam phân thân, thế nhưng là hắn giờ phút này, căn bản làm không được. Vừa rồi thần thiên sứ bọn người điên cuồng công kích phía dưới, thụ thương chính là hắn, tạp đệ tam phân thân cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Thế đế, giúp ta giết hắn. Đại thần thiên đột nhiên hung hăng quét tạp đệ tam phân thân một cái, lập tức khẩn thiết nhìn về phía lão nhân coi mộ. Tiêu Phàm hơi sững sờ. Thế đế, đây mới là lão nhân coi mộ chân chính danh tự sao? Lão nhân coi mộ khẽ nhíu mày, lại là không có bất kỳ động tác gì. Chỉ cần hắn chết, ta sẽ đem thiên nhân đạo cùng xúc sinh đạo cho các ngươi. Đại thần thiên lại hít sâu khẩu khí nói. Được, lão nhân coi mộ khẽ gật đầu. Nước động, muốn giết bản tiên, thật là sợ nha. Tạp đệ tam phân thân lộ ra bất cần đời thần sắc, đột nhiên lấy tay vung lên, cười nói, lần sau lại cùng các ngươi hảo hảo chơi, lần này, tha các ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt, hư không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, thần bí khí tức đập vào mặt mà tới. Tạp đệ tam phân thân cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, một bước hướng phía hư vô trong cái khe đi đến. Ngăn lại hắn. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng phía tạp đệ tam phân thân đánh tới. Bọn hắn làm sao không biết rõ, tạp thế nhưng là có được tiến vào bản nguyên thế giới thủ đoạn, nếu để cho hắn chạy trốn, về sau muốn giết hắn, coi như không biết rõ muốn năm nào tháng nào. Các ngươi ngăn không được, chấm ngoặc kép, tạp đệ tam phân thân nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Luân hồi phong cấm. Một tiếng khẽ nói tại hắn bên tai vang lên, trong nháy mắt, hắn chỗ thời không toàn bộ đứng im, trước người hắn hư vô khe hở, dường như có một cỗ thần diệu lực lượng, ngăn cản hắn bước chân. Oanh! Gần như đồng thời, một đạo lợi mang theo trong hư không toát ra, bỗng nhiên quán xuyên tạp đệ tam phân thân ngực, cả người bay ngược mà ra. A! À, tạp đệ tam phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt nhìn chằm chằm vừa rồi hắn chỗ địa phương. Nơi đó, đang đứng tại một bộ hắc bào Tiêu Phàm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mấu chốt thời điểm, lại là cái này hỗn nguyên tiên vương cảnh sâu kiến hỏng tự mình chuyện tốt, cắt đứt đường lui của mình. Ngươi trốn không được rơi, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ chưa từng tham dự chiến đấu, cũng không phải là cảm thấy lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ bọn người thật đủ để giết chết tạp đệ tam phân thân. Mà là hắn thời khắc đề phòng tạp đệ tam phân thân chạy trốn, dù sao, hắn đối tạp loại thủ đoạn này rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, dù là đại thần thiên một lần nữa đoạt lại nhục thân, hắn cũng không quan tâm. Quả nhiên như hắn sở liệu, tạp đệ tam phân thân tự biết không địch lại đám người, nghĩ đến chạy trốn. Danh con, không giết ngươi, bản tiên thề không làm người. Tạp đệ tam phân thân phát ra bén nhọn kêu to. Giết hắn. Lão nhân coi mộ khẽ quát một tiếng, lần này, kém chút nhường tạp đệ tam phân thân chạy trốn, thật vất vả bị Tiêu Phàm đánh gãy, bọn hắn như thế nào lại tiếp tục buông tha dạng này cơ hội. Tạp đệ tam phân thân, phải chết. Một thời gian, hư không lần nữa bạo động, cuồn cuộn tiên lực quét sạch bát hoang lục hợp. Nhưng mà, Tiêu Phàm ánh mắt lại là xuống trên người đại thần thiên, không tự chủ được nắm thật chặt trong tay Tu La kiếm. Tạp đệ tam phân thân nhìn thấy lão nhân coi mộ bọn người lần nữa vây giết tự mình, sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Giờ phút này, trong lòng của hắn hận thấu Tiêu Phàm. Nếu không phải cái kia hỗn nguyên tiên vương cảnh tiểu tử, mình có thể tùy tiện đào tẩu. Nhưng bây giờ chiến cuộc lại là cực kỳ nguy hiểm, có lẽ hắn thật sự có khả năng bị lưu tại nơi này. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lão nhân coi mộ mấy người công kích trong nháy mắt che mất hắn. Tạp đệ tam phân thân mạnh hơn, lại thế nào chống đỡ được mười mấy hồng mông tiên vương công kích.
Thân thể của hắn một lần lại một lần vỡ nát, cuối cùng, hắn thậm chí cũng không dám phục hồi như cũ. Nhưng dù cho như thế, hắn biến thành sương mù, đồng dạng bị đám người chậm rãi ma diệt, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn trướng! Tạp đệ tam phân thân phẫn nộ gào thét, theo bị tạp sáng tạo ra đến, hắn chưa bao giờ có như thế sợ hãi. Đồng dạng, đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức. Lão nhân coi mộ bọn người thần sắc lạnh lùng, không cho tạp đệ tam phân thân nhục thân khôi phục cơ hội. Mà tại bên cạnh bọn họ, vạn nguyên huyến thú điên cuồng thôn phệ lấy tạp đệ tam phân thân vỡ nát sau sương mù, đây mới là tạp đệ tam phân thân tức giận nhất nguyên nhân. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, giết tạp đệ tam phân thân quyết tâm, không gì sánh được kiên quyết. Các ngươi, coi là thắng sao? Tạp đệ tam phân thân thanh âm vang vọng trời cao, giọng nói vậy mà không còn phẫn nộ, ngược lại lộ ra dữ tợn, muốn giết bản tiên, các ngươi cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghe nói lời này, đám người cau mày. Chẳng lẽ lại tạp đệ tam phân thân còn có lá bài tẩy gì sao? Nhất là Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là biết rõ, giờ phút này chính là tiên ma động, lại có ai có thể cứu hắn? Chờ chút, tiên ma động. Tiêu Phàm đột nhiên một cái giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng. Ầm ầm, gần như đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức theo chân trời cuốn tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, cái mỗi ngày bên cạnh một mảnh đen nghịt mây đen hướng phía bọn hắn cấp tốc bay vụt mà đến, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ áp bách. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Tạp đệ tam phân thân điên cuồng cười to. Các ngươi tiếp tục. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng phía kia phiến mây đen lao đi. Cùng hắn biến mất, còn có vạn nguyên huyến thú. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, kia phiến mây đen không phải vật gì khác, chính là tiên ma động khư thú. Nghĩ tới những thứ này khư thú, Tiêu Phàm âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, tự mình nên mang theo vạn nguyên huyến thú đem bọn hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới phát hiện, tự mình đoạn này thời gian, một mực đối chiến cường địch, căn bản không có thời gian tiến vào tiên ma động, hoàn thành đại sự này. Cũng may hiện tại cũng không muộn. Hắn tuyệt đối không cho phép khư thú nhúng tay diệt sát tạp đệ tam phân thân sự tình. Người khác có lẽ không có cách nào đối phó nhiều như vậy khư thú, nhưng là, cũng không bao quát vạn nguyên huyến thú. Ia ia, đột nhiên, vạn nguyên huyến thú gầm nhẹ một tiếng, tốc độ bỗng tăng tốc, trong nháy mắt vượt qua Tiêu Phàm. Tại ở gần kia vô tận khư thú quá trình bên trong, vạn nguyên huyến thú thân thể không ngừng biến lớn. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, vạn nguyên huyến thú liền giống như một đầu mênh mông cổ tinh thần thú, mở cái miệng rộng, đem đại lượng khư thú nuốt vào trong bụng. Hắn thủ đoạn, đơn giản mà thô bạo. Nhìn thấy một màn này, lão nhân coi mộ bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những này khư thú bên trong, thế nhưng là có không ít tiên vương, thậm chí còn có một hai đầu hỗn nguyên tiên vương. Vài đầu khư thú bọn hắn ngược lại là không sợ hãi, nhưng là đến hàng vạn mà tính khư thú, cho dù là bọn hắn gặp gỡ đều sẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng mà, hiện tại vạn nguyên huyến thú xuất thủ, vậy mà như là đối phó âm sâu kiến, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Ao, vạn nguyên huyến thú phát ra từng đợt tiếng rên nhẹ, dường như ăn cực kỳ thống khoái. Không sai biệt lắm mười mấy hô hấp thời gian, khí thế hùng hổ chạy đến khư thú, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng, hơn nữa còn ở một cái. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm đứng tại hư không, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn nguyên huyến thú bản nguyên đại đạo lại mạnh lên không ít. Mà lại, theo hắn bản nguyên đại đạo mạnh lên, bản thân khí tức cũng chợt tăng hơn hai lần. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ kinh dị, đạt tới hồng mông tiên vương cảnh, thực lực còn có thể tăng lên gấp bội sao. Cái này không nên a, hoàn toàn vi phạm với định luật. Bất quá, khi hắn nhìn thấy lão nhân coi mộ bọn hắn cùng tạp đệ tam phân thân chỗ chiến trường lúc, dường như minh bạch cái gì. Chí ít, hồng mông tiên vương cảnh thực lực, tuyệt đối cùng hỗn nguyên tiên vương cùng với trở xuống cảnh giới khác biệt. Bằng không mà nói, tạp đệ tam phân thân không có khả năng như thế cường đại. Hỗn trướng, ngươi đáng chết. Tạp đệ tam phân thân triệt để điên cuồng. Nhìn thấy đến hàng vạn mà tính khư thú toàn bộ bị vạn nguyên huyến thú thôn phệ, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Hắn đường đường tạp đệ tam phân thân, vậy mà cùng những người này đồng quy vu tận cũng làm không được. Đây là biết bao sỉ nhục. Tạp, ngươi cỗ này phân thân, chết chắc. Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng, ta ngược lại muốn xem còn có ai sẽ đến cứu ngươi.
Tạp đệ Tam phân thân trầm mặc không nói. Triệu hoán khư thú, đã là hắn sau cùng át chủ bài. Nơi này thế nhưng là tiên ma giới, lại có ai sẽ đến cứu hắn? Có Tiêu Phàm tại, hắn muốn thông qua bản nguyên thế giới đào mệnh cũng làm không được. Tiểu Vạn, giết hắn. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Ê a, vạn nguyên huyến thú hưng phấn hướng phía tạp đệ Tam phân thân phóng đi, mở cái miệng rộng, lại thôn phệ tạp đệ Tam phân thân đại bộ phận năng lượng sương mù. Hắn mặc dù không phải khư thú, nhưng cái này năng lượng, lại là cùng khư thú đồng nguyên. Nói cho cùng, tạp trước đây sáng tạo ba bộ phân thân, đều là lấy khư thú làm nguyên mẫu sáng tạo. Bản tiên không cam lòng, tạp đệ Tam phân thân gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản hắn coi là, tự mình thức tỉnh, thực lực đại tiến, trong thiên hạ có thể giết hắn người còn chưa ra đời. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình vừa mới thức tỉnh, chính là Tử Kỳ. Tiêu Phàm lạnh lùng không nói. Lão nhân coi mộ bọn người lần nữa gắt gao áp chế tạp đệ Tam phân thân, cho vạn nguyên huyến thú thôn phệ cơ hội. Tạp đệ Tam phân thân năng lượng sương mù không ngừng biến ít, đã ít đến tạp đệ Tam phân thân rốt cuộc không cách nào ngưng tụ nhục thân. Đám người lộ ra vẻ mừng rỡ, tạp đệ Tam phân thân, cuối cùng vẫn là muốn chết tại bọn hắn trong tay kia. Hồng hộc! Cũng liền vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn tại mọi người bên tai vang lên, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Xem chừng! Tiêu Phàm kêu to, lại là nhìn thấy lão nhân coi mộ bọn người trước người, bỗng toát ra ức vạn lợi kiếm, hóa thành một cái kiếm chi thế giới, đem tất cả mọi người thôn phệ. Nhưng mà, lão nhân coi mộ bọn hắn lại là không tránh không lùi. Đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, dù là tạp phân thân muốn giết bọn hắn đều muốn một đoạn thời gian. Cho dù thụ bị thương lại như thế nào, tạp đệ Tam phân thân, phải chết. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hắn không nghĩ tới mấu chốt thời điểm vậy mà xuất hiện loại biến cố này. Là ai? Tiêu Phàm sắc bén con ngươi quét mắt bốn phương, hắn nghĩ phải biết, là ai lại ở chỗ này, đánh lén lão nhân coi mộ bọn hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, một thân ảnh từ nơi không xa hư không hiển lộ mà ra. Kia là một cái nam tử áo đen, một tay xách ngược lấy trường kiếm, một đôi không có bất cứ tia cảm tình nào con ngươi, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Hắn trên thân tán phát khí thế, nhưng Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Tiêu Phàm nhìn qua kia đột ngột xuất hiện nam tử áo đen, bờ môi run nhẹ nhẹ, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi. Hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm rất ít như thế tức giận. Tiêu Lâm Trần. Nơi xa, kiếm mang tiêu tán, lão nhân coi mộ mấy người thân hình hiển lộ mà ra, khi thấy nam tử áo đen thời khắc, lão nhân coi mộ cùng hoang ma trực tiếp kinh hô mà ra. Không tệ, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây biến mất tại tiên quan bên trong Tiêu Lâm Trần. Chỉ là, so với trước đây hắc hóa Tiêu Lâm Trần, trước mắt hắn, không biết rõ muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Hắn trên thân tán phát khí tức, vậy mà nhường lão nhân coi mộ cũng cảm nhận được to lớn áp bách. Lâm Trần. Tiêu Phàm thanh âm khàn khàn, cắn răng tiến lên một bước, chặn Tiêu Lâm Trần thân hình. Ha ha, bản tiên sống không được, các ngươi cũng đồng dạng muốn chết. Tạp đệ Tam phân thân điên cuồng mà hư nhược thanh âm vang vọng hư không. Tiểu Vạn, làm thịt hắn. Tiêu Phàm đầu cũng sẽ không nổi giận nói. Ê a, vạn nguyên huyến thú phát ra một tiếng giống to. Hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, há miệng miệng lớn dính máu, chuẩn bị đem tạp đệ Tam phân thân sau cùng năng lượng sương mù nuốt chửng lấy. Hô, gần như đồng thời, Tiêu Lâm Trần thân hình động, bộ mặt biểu lộ hắn đột nhiên một kiếm hướng phía Tiêu Phàm nộ bổ mà tới. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu đạo ma ảnh xuất hiện, kết thành một cái lục đạo luân hồi trận, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Hắn rất rõ ràng, tự mình tại Tiêu Lâm Trần trước mặt, không thể có giữ lại. Mặc dù ly khai tiên ma giới về sau, thực lực của hắn đã tăng vọt. Nhưng là, Tiêu Lâm Trần sao lại không phải đâu. Oanh, kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, lục đạo luân hồi trận run rẩy kịch liệt, bất quá cuối cùng vẫn là đỡ được Tiêu Lâm Trần một kiếm. Bất quá, Tiêu Phàm lại là ngũ tạng lục phủ rung động kịch liệt, khí huyết dâng lên, lại bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chặp Tiêu Lâm Trần, nội tâm một lần lại một lần nói với mình, không nên bị lửa giận tràn ngập đầu não, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tiêu Lâm Trần. Không, chuẩn xác mà nói là cứu tỉnh Tiêu Lâm Trần. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Lâm Trần lần nữa rút kiếm đánh tới, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội.
dường như muốn đạp trên Tiêu Phàm thi cốt, chấn giữ mộ lão nhân toàn bộ xử lý. Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ kêu to, chuẩn bị tới trợ giúp Tiêu Phàm. Không dùng qua đến, xử lý trước tạp để tam phân thân. Tiêu Phàm mặt âm trầm, quát ầm lên, mặt khác, đây là chuyện nhà của ta, xử lý tạp để tam phân thân trước đó, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay. Lão nhân coi mộ bọn người có chút trầm xuống, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng lại đối với hắn không có quá nhiều lòng tin. Thật sự là Tiêu Lâm Trần triển lộ thực lực, quá đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây, đoán chừng cũng chỉ có lão nhân coi mộ, thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ có thể cùng hắn so sánh. Cho dù tại tiên vương cảnh bên trong, cũng là cao nhất một nhóm kia. Tiên chủ, là lão nhân coi mộ bọn người thất thần một sát na kia, đột nhiên trong bọn hắn, toát ra một thân ảnh, một cỗ to lớn kiếm đạo lực lượng quét sạch mà ra, chấn giữ mộ lão nhân bọn hắn đẩy lui mấy bước. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có người lặng yên không tiếng động tới gần nơi này, hơn nữa còn giết bọn hắn lấy trở tay không kịp. Cũng may tất cả mọi người là theo núi thây trong biển máu bò ra tới, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lúc này mới ngay lập tức kia một đạo công kích. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này cũng đồng dạng cho tạp đệ tam phân thân chạy trốn cơ hội. Ha ha, tuyệt, ngươi tới chính là thời điểm. Tạp đệ tam phân thân đột nhiên cười to không ngừng, lấy tay vung lên, trực tiếp mở ra thông hướng bản nguyên thế giới vết nứt không gian. Lục đạo luân hồi phong cấm. Chỉ là, không chờ hắn tiến vào bản nguyên thế giới, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một thoáng thời gian, hắn chỗ thời không trong nháy mắt đứng im, tạp đệ tam phân thân vừa mới khôi phục nhục thân, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Phốc, gần như đồng thời, một đạo sắc bén chảo cương, bỗng nhiên rơi vào tạp đệ tam phân thân trên thân thể của hắn lần nữa bị đánh bảo. Người xuất thủ, không phải người khác, chính là vạn nguyên huyến thú. Tiêu Phàm mặc dù toàn lực chặn Tiêu Lâm Trần, nhưng là tâm thần có thể một mực chú ý tạp đệ tam phân thân. Hôm nay, dù là tạp bản thể đích thân tới, bọn hắn cũng nhất định phải xử lý tạp đệ tam phân thân. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, tuyệt vậy mà cũng không chết, còn có thể xuất hiện ở đây cứu tạp đệ tam phân thân. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, bằng không, thật đúng là nhường tạp đệ tam phân thân cho chạy trốn. Lão nhân coi mộ mấy người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhao nhao xuất thủ, cấp tốc nhào về phía tạp đệ tam phân thân. Tạp đệ tam phân thân mí mắt cuồng loạn. Hắn chuẩn bị ở sau lại nhiều lần bị người đánh gãy, muốn trốn vào bản nguyên thế giới, hiển nhiên là không thể nào làm được. Tiên chủ, đi mau. Tuyệt bị lão nhân coi mộ đám người khí thế áp bách, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể lớn tiếng cuồng hống. Đi. Hiện tại còn đi được rồi chứ. Trừ phi Tiêu Lâm Trần xử lý Tiêu Phàm, hắn có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng bây giờ, nhường hắn cực kỳ thống hận Tiêu Phàm, vậy mà ngăn cản Tiêu Lâm Trần. Nhường hắn sau cùng hy vọng thất bại. Tuyệt, cho ngươi mượn nhục thân dùng một lát. Đột nhiên, tạp đệ tam phân thân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện tại Tuyệt trước người. Không, Tuyệt hoảng sợ gào thét lớn. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái gặp tạp đệ tam phân thân mở cái miệng rộng, trực tiếp đem Tuyệt nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm ánh mắt xéo qua nhìn thấy một màn này, trong lòng một cái lộp bộp, một bên ngăn cản Tiêu Lâm Trần, một bên hét lớn, xem chừng. Tạp đệ tam phân thân hiện tại có thể là tiên khư thú. Hắn thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua tạp đệ nhị phân thân kinh khủng thủ đoạn, tạp đệ nhị phân thân lại có thể thôn phệ khư thái tử, triệt để trở thành khư thú. Kia tạp đệ tam phân thân, lại thế nào khả năng làm không được đâu. Nghe được Tiêu Phàm, lão nhân coi một đám người sắc mặt cuồng biến. Tiên khư thú năng lực, bọn hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nếu là tạp thật sự là tiên khư thú. Như vậy tiếp xuống, rất có thể có một trận ác chiến. Khặc khặc, lúc này, một đạo bén nhọn mà, âm lãnh mà tà dị thanh âm vang lên, cái gặp tạp đệ tam phân thân thân hình lóe lên, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Mà những này thân ảnh khuôn mặt, vậy mà cùng lão nhân coi mộ bọn hắn tầm 10 người như đúc đồng dạng. Hiển nhiên, đây chính là khư thú huyễn hóa cùng phục chế năng lực. Lão nhân coi mộ bọn người cau mày, ngưng trọng tới cực điểm. Tạp đệ tam phân thân huyễn hóa thân ảnh, bọn hắn ngược lại là không sợ hãi. Nhưng là, chỉ cần những thân ảnh kia kéo lại bọn hắn, vậy ai lại có thể ngăn cản tạp đệ tam phân thân chạy trốn đâu. Đang lúc đám người lo lắng thời khắc, nơi xa lần nữa truyền đến Tiêu Phàm hét lớn, lão bất tử, các ngươi một mực làm thịt tạp đệ tam phân thân, cái khác giao cho ta.
Thoại âm rơi xuống, nhường đám người kinh dị sự tình phát sinh. Cái gặp vạn nguyên huyến thú đột nhiên thân hình lóe lên, cũng đồng dạng chia ra tầm 10 đạo thân ảnh, tất cả đều là lão nhân coi mộ hình dạng của bọn hắn. Lão hủ ngược lại là quên. Lão nhân coi mộ nhếch miệng cười một tiếng, những người khác cũng thật dài nhổ ngụm chọc khí. Chỉ có tạp đệ tam phân thân bản tôn sắc mặt tái xanh, vạn nguyên huyến thú đơn giản chính là khắc tinh của hắn. Tạp, ngươi cái này phân thân trốn không thoát. Lão nhân coi mộ nhe răng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau xông lên, phong ấn hắn. Tạp đệ tam phân thân thôn phệ tuyệt, triệt để biến thành khư thú. Hắn vốn cho là mình rốt cục thắng được một tấm sống tiếp át chủ bài, lại là quên, vạn nguyên huyến thú mặc dù đã không còn là thuần túy khư thú, nhưng nó đồng dạng có được khư thú tất cả năng lực. Bây giờ hắn tất cả phân thân cũng bị ngăn lại, tương đương với đoạn tuyệt hắn tất cả hy vọng. Lần này, lão nhân coi mộ bọn hắn không để cho người thất vọng, trải qua oanh tạc xuống tới, triệt để phong ấn tạp đệ tam phân thân. Cuối cùng vạn nguyên huyến thú một ngụm đem tạp đệ tam phân thân nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, tạp đệ tam phân thân tốt. Tiêu Phàm ánh mắt xéo qua một mực chú ý lão nhân coi mộ bọn hắn cùng tạp đệ tam phân thân chiến đấu, khi hắn nhìn thấy tạp đệ tam phân thân tử vong, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Phải biết, nơi này thế nhưng là tiên ma động A, có được vô số khư thú. Như thường tới nói, tạp đệ tam phân thân không nên dễ dàng như vậy chiến bại mới đúng A. Dù sao, hắn cùng tạp đệ nhị phân thân giao thủ qua, tạp đệ nhị phân thân có thể thôn phệ cái khác khư thú, luyện hóa thành lực lượng của mình. Chỉ cần khư thú không chết, hắn cơ hồ liền chân chính vĩnh hằng bất diệt. Nhưng mà, tạp đệ tam phân thân nhưng không có khống chế tiên ma giới khư thú, điểm này, Tiêu Phàm làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Bất quá, hắn cũng có thể đoán được một chút, đó chính là, tạp đệ tam phân thân không phải quên làm như thế, mà là phải làm không đến. Hồng hộc, Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, hắn vội vàng lúc hướng bên cạnh lóe lên, suýt nữa tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng vẫn như cũ bị lợi mang quán xuyên đầu vai, tiên huyết phun tung tóe. Tiêu Phàm, giải quyết tạp đệ tam phân thân lão nhân coi mộ bọn người đuổi tới, mấy người chia làm hai đội, thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ các loại ma tộc cường giả canh trường đại thần thiên. Mà lão nhân coi mộ, hoang ma, thần vô tận cùng tử vũ, lại là đem Tiêu Lâm Trần vây quanh ở trung ương. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử vũ trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chặp Tiêu Lâm Trần, sát ý lạnh lẽo. Không nên động. Hoang ma nhìn thấy tử vũ thần sắc, vội vàng ngăn lại hắn. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Lâm Trần chính là Tiêu Phàm nhi tử, nếu là bọn hắn cùng tiến lên, giết Tiêu Lâm Trần, Tiêu Phàm không phải đánh tơi bời không thể. Nhiệt đồ, ngươi đang làm cái gì? Ai ngờ lúc này, thần vô tận bỗng một tiếng nổ tung, đưa tay một bàn tay, hung hăng hướng phía Tiêu Lâm Trần vỗ tới. Hoang ma vừa định xuất thủ ngăn cản, có thể thần vô tận tốc độ công kích cực nhanh. Cái gặp một đạo lăng lệ bàn tay cương từ trên trời giáng xuống, trọng trọng quay trên người Tiêu Lâm Trần. Tiêu Lâm Trần thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tinh không chỗ sâu, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, thảm liệt không thôi. Thần vô tận, ngươi làm gì? Hoang ma nhìn thấy thần vô tận chuẩn bị lần nữa động thủ, vội vàng lôi kéo nàng, đây là cha con bọn họ sự tình, không tới phiên nhóm chúng ta nhúng tay. Lão tử giáo huấn đồ đệ, có gì? Cái gì, phụ tử? Thần vô tận đầu tiên là giận không kềm được, lập tức bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần trên thân bồi hồi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đại ca, hắn, là con của ngươi. Cũng khó trách thần vô tận như thế kinh ngạc, Tiêu Lâm Trần là hắn ngẫu nhiên cứu một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà cùng Tiêu Phàm là phụ tử quan hệ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngưng thanh nói, ngươi là Tu La Vương A. Đại ca, nhị ca, đây là có chuyện gì? Tử Vũ vẫn như cú một mặt mộng bức, không biết rõ Tiêu Phàm bọn hắn đang bán cái gì cái nút. Thần vô tận đắng chắc cười một tiếng, coi hắn là sơ nhất cố phân thân giáng lâm thái nhất thánh giới sự tình giảng thuận một lần. Đám người nghe được kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thần vô tận vậy mà thu Tiêu Lâm Trần làm đồ đệ. Không tệ, thần vô tận chính là thái nhất thánh giới chấn thước cổ kim Tu La Vương. Không, chuẩn xác mà nói, Tu La Vương chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Đại ca, Lâm Trần thế nào? Thần vô tận cũng rốt cuộc nhìn ra Tiêu Lâm Trần quỷ dị, hắn đối Tiêu Lâm Trần thế nhưng là 10 điểm hiểu rõ. Hắn tuyệt không phải một cái giết cha người. Nhưng trước mắt Tiêu Lâm Trần vô tình cùng lạnh lùng,
nhưng hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, thậm chí cảm nhận được áp lực cường đại. Hô! Đột nhiên, Tiêu Lâm Trần thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía tiên ma giới chỗ sâu bỏ chạy. Ngăn lại hắn! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Lâm Trần cách đó không xa. Nhưng mà, Tiêu Lâm Trần tốc độ vẫn như cũ nhanh vỗ, một kiếm đẩy lui Tử Vũ, muốn phá vây ra ngoài. Oanh! Cũng liền tại lúc này, hư không không hiểu xuất hiện một đạo trào cương, một kích trọng trọng đập vào Tiêu Lâm Trần ngực. Tiêu Lâm Trần như là lưu tinh đồng dạng bay ngược mà quay về. Tại hắn nguyên lai chỗ không gian, lại là xuất hiện một đầu thú nhỏ, chính là Vạn Nguyên Huyễn Thú. Cũng may Vạn Nguyên Huyễn Thú là Tiêu Phàm cái thần thức, bằng không mà nói, thật là có khả năng bị Tiêu Lâm Trần chạy trốn. Lấy Tiêu Lâm Trần thực lực cùng tốc độ, hắn nếu là muốn chạy trốn, Tiêu Phàm bọn hắn muốn đuổi kịp, căn bản cũng không khả năng. Mọi người giúp ta phong ấn hắn. Tiêu Phàm xuất thủ cực kỳ quả quyết, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn thần liên xuất hiện, vây nhốt bốn phương. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự thi triển tiên pháp, luân hồi phong cấm, trắng trận thôn phệ Tiêu Lâm Trần thể nội tiên lực, chu vi thời không cũng trong nháy mắt đứng im. Lão nhân coi mộ bọn hắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng theo Tiêu Phàm tiếng nói rơi xuống, mấy phần cùng nhau xuất thủ. Tiêu Lâm Trần thực lực mặc dù cực kỳ cường đại, thậm chí không kém gì Thần Vô Tận. Nhưng là bọn hắn năm người xuất thủ, cho dù là tạp đệ tam phân thân thực lực như vậy, muốn chạy trốn cũng khó khăn, huống chi Tiêu Lâm Trần đây. À, vẹn vẹn mấy tức, Tiêu Lâm Trần liền bị triệt để chấn áp, hắn ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát phong ấn, trong miệng phát ra từng đợt phẫn nộ tiếng gầm gừ. Phanh phanh, từng đầu phù văn thần liên vỡ nát, phát ra trận trận kinh lôi thanh âm, Tiêu Phàm mấy người cũng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, Tiêu Lâm Trần vậy mà như thế kinh khủng, kém chút liền tránh thoát bọn hắn phong ấn. Lúc này, Thái Nhất Ma Tổ mang theo mặt khác hai cái ma tộc ma tổ, xuất hiện tại mấy người trước người, không chút nào giữ lại xuất thủ. Phát cuồng Tiêu Lâm Trần, lần nữa bị chấn áp. Trên thân bị từng đầu tiên đạo thần liên xuyên qua, khí tức nhanh chóng rơi xuống. Nhìn thấy Tiêu Lâm Trần rốt cục ổn định lại, tất cả mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trán mình rịn ra tinh mịn mồ hôi. Đám người ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần trên thân bồi hồi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, hai cha con này thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Làm phụ thân Tiêu Phàm, chỉ là Hỗn Nguyên Tiên Vương, lại có được Hồng Mông Tiên Vương thực lực. Mà lại, lần này đám người có thể sống sót, đều dựa vào Tiêu Phàm, bằng không mà nói, bọn hắn 10 phần 8 9 là sẽ vẫn lạc. Mà xem như nhi tử Tiêu Lâm Trần, vậy mà có được đỉnh cấp Hồng Mông Tiên Vương thực lực, mà lại kém chút tránh thoát năm vị Hồng Mông Tiên Vương cường giả chấn áp. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi, như là tuyệt thế thần kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần, quát lớn theo Lâm Trần thể nội lăn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình, nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Khặc khặc, một trận tà ác mà bén nhọn tiếng cười theo Tiêu Lâm Trần trong miệng truyền ra, hắn trên mặt lộ ra tà mị chi cười. Chẳng biết tại sao, đám người nhìn thấy nụ cười này, trong lòng một trận phát lạnh. Thật sự là phụ tử tình thâm, làm sao, không xuống tay được sao? Kia âm lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Lâm Trần ánh mắt xuống trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, kinh khủng sát ý từ trên người hắn quét sạch mà ra, bao phủ Tiêu Lâm Trần. Muốn giết ta, Tiêu Lâm Trần nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dữ tợn hàm răng, ngươi nhớ ngươi nhi tử thay ta chôn cùng, liền động thủ đi. Đại ca, đem hắn bóc ra Lâm Trần thân thể, lại giết hắn. Tử Vũ trầm giọng quát. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói. Hắn cũng nghĩ đem cái này tà ác linh hồn bóc ra Tiêu Lâm Trần nhục thân, thế nhưng là, hắn căn bản là làm không được, thậm chí cũng không biết rõ từ đâu ra tay. Mà lại, một khi không cách nào làm được, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Tiêu Lâm Trần tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước đây ngươi cũng không có nói cho ta, con của ngươi còn sống. Lão nhân coi mộ thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần. Trong đầu hắn hồi tưởng lại trước đây mang theo Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào tiên ma giới sự tình, hắn nhớ ký Tiêu Lâm Trần hẳn là tán thân tiên ma giới. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Lâm Trần căn bản cũng không có chết,
hơn nữa còn bị người khống chế nhục thân. Tiêu Phàm thở sâu, nói ta cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức Tiêu Phàm đem trước đây phát sinh sự tình, cùng đám người giảng thuật một lần, tất cả mọi người một trận trầm mặc, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói với chúng ta? Ngươi không nói rõ ràng, nhóm chúng ta làm sao cứu ngươi nhi tử? Lão nhân coi mộ đột nhiên truyền âm Tiêu Phàm hỏi. Nghe được Tiêu Phàm giảng thuật, đơn giản chính là Tiêu Lâm Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản cùng hắn thể nội tà ác linh hồn không quan hệ. Còn nữa, cho dù Tiêu Lâm Trần thiên phú lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng thời gian ngắn bên trong đạt tới Hồng Mông Tiên Vương cảnh giới a. Lão nhân coi mộ biết rõ, Tiêu Phàm không cùng đám người nói, khẳng định là có cái khác nguyên nhân. Những người khác có lẽ cũng có thể đoán được một chút, nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm. Tiêu Phàm mặt không biểu lộ, nội tâm lại là giãy giụa không gì sánh được. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng, truyền âm lão nhân coi mộ mấy có người nói, con ta vô cùng có khả năng nắm giữ nửa bộ tiên kinh. Liên quan tới tiên kinh sự tình, Tiêu Phàm vẫn là nói ra. Bất quá, hắn chỉ nói cho lão nhân coi mộ, Hoang Ma, Thần Vô Tận cùng Tử Vũ. Những người này hắn có thể tin tưởng, nhưng Thánh Thiên Sứ cùng Thái Nhất Ma Tổ bọn hắn, hắn chỉ là vừa mới tiếp xúc mà thôi, đương nhiên sẽ không đem tiên kinh sự tình nói cho bọn hắn. Tiên kinh, Tử Vũ kinh ngạc không gì sánh được, kém chút liền kêu lên, Thần Vô Tận cùng Hoang Ma cũng là trợn mắt hốc mồm. Cũng khó trách bọn hắn như thế không bình tĩnh, tiên kinh, kia thế nhưng là vô số tiên vương tha thiết ước mơ tu luyện thánh điển a. Trong thiên hạ, cũng liền như vậy mấy bộ mà thôi. Quả nhiên, lão nhân coi mộ lại là thần sắc như lúc ban đầu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nói như thế nào, Tiêu Lâm Trần hẳn là tại ở gần tiên quan thời điểm, bị kia linh hồn sử dụng thủ đoạn khống chế được. Đám người âm thầm gật đầu, theo Tiêu Phàm giảng thuật bên trong, Tiêu Lâm Trần lúc ban đầu biến hóa, chính là xuất hiện tại tiên quan chỗ địa phương bắt đầu. Mà khi hắn tiến vào tiên quan nội bộ lúc, hắn liền triệt để biến thành người khác. Hết thảy căn nguyên, vẫn là ở chỗ kia tiên quan. Thần Vô Tận mở miệng, phân tích nói, muốn cái này đồ vật, có lẽ còn muốn theo tiên quan ra tay. Nói đến đây, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng không biết rõ tiên quan ở đâu, bọn hắn những người này, cũng chỉ có Tiêu Phàm từng tiến vào tiên quan. Tiêu Phàm biết rõ đám người ý tứ, nhưng là, hắn cũng không dám mang theo đám người tùy tiện tới gần tiên quan, kia đồ vật, thực tế quá quỷ dị. À, đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, Tiêu Lâm Trần đột nhiên ôm đầu giống to, thân thể một trận co rút, hai mắt đỏ bừng như máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đám người thấy thế, ánh mắt sáng lên, sắc mặt mừng rỡ như điên. Lâm Trần còn có ý thức tự chủ, hắn tại cướp đoạt thân thể. Thần Vô Tận kích động nói, điều này nói rõ, kia đồ vật cũng không làm sao cường đại, chí ít, hắn không thể hoàn toàn áp chế Lâm Trần. Cha, giết, giết ta. Lúc này, Tiêu Lâm Trần đột nhiên khàn khàn gào thét, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, như là dã thú khát máu. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy. Giết Tiêu Lâm Trần. Hắn lại thế nào khả năng hạ thủ được, cái này thế nhưng là con trai duy nhất của hắn a. Chỉ là, nếu không giết Tiêu Lâm Trần, nếu là bị kia tà ác linh hồn triệt để đoạt xá, kia tất nhiên là vạn tộc tai nạn. Hắn biết rõ, Tiêu Lâm Trần sở dĩ có thể bị đám người phong ấn, là bởi vì kia tà ác linh hồn còn chưa triệt để trưởng khống Tiêu Lâm Trần thân thể. Thở sâu, Tiêu Phàm dường như làm một cái chật vật quyết định. Một thoáng thời gian, cái gặp hắn gân xanh trên trán bạo khởi, cuồn cuộn sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Đại ca, không muốn. Tử Vũ thấy thế, vội vàng giống to, lách mình xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, gắt gao đè ép cánh tay của hắn. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, vì để tránh cho Tiêu Lâm Trần bị người kia triệt để đoạt xá, hắn là tuyệt đối hạ thủ được đoạn. Liền như là đại vô thiên ma, mặc dù hắn chính không muốn giết phụ thân, nhưng là vì xử lý tạp đệ nhất phân thân, hắn lại không thể không làm như thế. May mắn chính là, bọn hắn tại bảo vệ thái ma tính mệnh điều kiện tiên quyết, xử lý tạp đệ nhất phân thân. Tiêu Phàm dùng sức tránh thoát Tử Vũ thủ trưởng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại ca, Tử Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng quát rừng. Tiêu Phàm mặt không biểu lộ, cái gặp một đoàn màu trắng quang mang tái hiện tại trước người hắn, không chút do dự đánh vào Tiêu Lâm Trần thể nội. Lờ mờ có thể nhìn thấy, kia ánh sáng màu trắng bên trong, lóe ra kinh khủng phù văn lực lượng. Ông, bạch quang nhập thể, Tiêu Lâm Trần thể nội bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tiên quang,
hắn khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp tránh thoát đám người trấn áp. Lão nhân coi mộ bọn người tất cả đều đẩy lui mấy bước, không gì sánh được kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần. Trong nháy mắt trấn áp 8 cái Hồng Mông Tiên Vương cấp bậc cường giả, lực lượng cỡ này thật là đáng sợ. Không nên động. Đang lúc đám người chuẩn bị tiếp tục trấn áp Tiêu Lâm Trần lúc, Tiêu Phàm bỗng một tiếng nổ uống, con người nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Trần. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng hắn lại đã từng suy đoán qua Tiêu Lâm Trần tình huống. Hắn đánh vào Tiêu Lâm Trần thể nội màn ánh sáng trắng, cũng không phải hắn vật, mà là hắn nắm trong tay Bất Hủ Phong Thiên Đồ. Tiêu Lâm Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đúng là bởi vì đạt được Bất Hủ Thiên Địa Kinh. Chỉ là, Bất Hủ Thiên Địa Kinh lại không hoàn mỹ, hoặc là nói, chỉ có một nửa mà thôi. Lấy về phần Tiêu Lâm Trần mặc dù tùy tiện đột phá đến Hồng Mông Tiên Vương, nhưng là, hắn tự thân lại nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, lúc này mới cho kia tà ác linh hồn thừa dịp cơ hội. Mà hắn nắm trong tay Bất Hủ Phong Thiên Đồ, chính là Bất Hủ Thiên Địa Kinh một bộ phận khác. Tiêu Lâm Trần nếu là đạt được hoàn chỉnh Bất Hủ Phong Thiên Đồ, bù đắp Bất Hủ Thiên Địa Kinh, có lẽ có thể trấn áp hắn thể nội tà ác linh hồn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không biết rõ phương pháp này có được hay không, nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Đồng thời, nội tâm của hắn sớm đã làm một cái trận vật quyết định. Nếu là Tiêu Lâm Trần không cách nào thành công, hắn cho dù nhịn đau, cũng sẽ đối với mình nhi tử đau nhức hạ sát thủ, không cho kia tà ác linh hồn bất luận cái gì cơ hội. Tiêu Phàm đám người toàn bộ ánh mắt hội tụ trên người Tiêu Lâm Trần, cái gặp Tiêu Lâm Trần khuôn mặt biến ảo không ngừng, dường như thống khổ tới cực điểm. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Một đạo lạnh lẽo quát lớn âm thanh theo Tiêu Lâm Trần thể nội truyền ra, khí thế kinh khủng, nhường ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Hắn đến cùng là ai? Tử Vũ kinh hãi không gì sánh được. Tiêu Lâm Trần thể nội truyền ra kia tà ác linh hồn gầm thét, cực kỳ điên cuồng. Đám người thấy thế, lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Kia tà ác linh hồn đã như vậy thống khổ, 89 phần 10 là không cách nào tiếp tục khống chế Tiêu Lâm Trần nhục thân, có lẽ không bao lâu, Tiêu Lâm Trần có thể lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, khẩn trương tới cực điểm. Hắn không biết rõ Bất Hủ Phong Thiên Đồ phải chăng có thể giải cứu Tiêu Lâm Trần, mà diệt kia tà ác linh hồn. Vạn nhất không thành công, hắn chỉ có thể đau nhức hạ sát thủ. Cũng may hiện tại tình huống, có vẻ như cũng không có hắn tưởng tượng hỏng, chỉ ít Tiêu Lâm Trần còn có thực lực phản kháng kia tà ác linh hồn, tranh đoạt nhục thân quyền khống chế. Chỉ là, Tiêu Lâm Trần sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân thể một trận co rút, miệng sùi bọt mép, trạng thái hỏng bét đến cực điểm, lật nhập bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ong ong! Cũng liền tại lúc này, Tiêu Lâm Trần thể nội đột nhiên bộc phát ra vô tận tiên mang, cùng từng đầu tiên đạo thần liên. Thổi phù một tiếng, tiên đạo thần liên trực tiếp không có vào tinh không. Hỗn trướng! Tà ác linh hồn nổi giận, tức giận tới cực điểm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo hắc sắc quang mang theo Tiêu Lâm Trần mi tâm bắn ra mà ra, ở trên không trung ngưng tụ một đạo tàn ảnh. Trong trước mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bị đạo này tàn ảnh hấp dẫn, nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Cái này màu đen hư ảnh, đã có thể áp chế bây giờ đã là Hồng Mông Tiên Vương Tiêu Lâm Trần, hắn thực lực lại có thể kém đến đi đâu đâu. Tiêu Phàm nhìn thấy kia thân ảnh màu đen thời khắc, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Đúng vậy, hắn thật thành công. Mặc dù chưa thể chém giết tà ác linh hồn, nhưng cuối cùng đem hắn bước ra Tiêu Lâm Trần thể nội. Nói cách khác, Tiêu Lâm Trần còn sống. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một cái tay rơi vào Tiêu Lâm Trần trên bờ vai. Màn sáng lóe lên, Tiêu Lâm Trần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa từng có xuất hiện qua, hiển nhiên là bị hắn ném vào thể nội thế giới. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên ngươi. Tiêu Phàm quanh thân bộc phát ra kinh khủng hung uy, hận không thể đem kia tà ác linh hồn tàn ảnh mài sạch sẽ. Muốn giết bản tiên. Kia tà ác linh hồn một mặt giễu cợt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, bản tiên giết các ngươi như đồ heo chó. Thật sao? Lão nhân coi mộ khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất xuất hiện lúc đã là kia tà ác linh hồn trước người, một quyền hung hăng ném ra. Trên nắm tay, cuồn cuộn tiên lực nở rộ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, sau một khắc, nhường đám người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Cái gặp lão nhân coi mộ một quyền sắp rơi xuống thời khắc, tà ác linh hồn thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn vạn dặm, xảo diệu tránh thoát lão nhân coi mộ một kích.
Đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lão nhân coi mộ thực lực cỡ nào, vậy mà không đụng tới tà ác linh hồn, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Cái này tà ác linh hồn, thực lực sợ còn tại tạp đệ tam phân thân phía trên. Nhỏ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tiên, cha ngươi đều không phải là bản tiên đối thủ. Tà ác linh hồn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Chỉ là, hắn khuôn mặt cũng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa, dù là Tiêu Phàm bọn hắn cũng nhìn không thấu mảy may. Ngươi là ai? Lão nhân coi mộ lông mày vặn thành chữ xuyên. Lấy thực lực của hắn, mặc dù chưa từng đạt tới 33 cỗ phân thân thực lực, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, tự mình toàn lực đánh lén một kích, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Người chết là không có tất phải biết nhiều như vậy, tà ác linh hồn đạm mạc nói. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên tốc độ cao nhất hướng phía Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Người chưa đến, một cái mênh mông tiên lực nắm đấm cũng đã tại Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Xử lý hắn, Tử Vũ gầm thét, trước tiên ngăn tại Tiêu Phàm trước người, chống ra thủ trưởng, đầy trời tử sắc tiên quang nở rộ, hóa thành lăng lệ công kích đánh phía tà ác linh hồn. Oanh! Hai người hung mãnh công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái gặp Tử Vũ tại chạm đến tà ác linh hồn công kích một sát na, cả người như là diều bị đứt dây, cấp tốc bay ngược mà ra. Khi hắn ổn định thân hình thời khắc, đám người nhìn thấy, Tử Vũ khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, bộ dáng cực kỳ chật vật. Phải biết, Tử Vũ thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương A. Có thể cường đại như hắn, vậy mà không phải tà ác linh hồn một kích chi địch. Tà ác linh hồn cường đại, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Không đợi đám người suy nghĩ, tà ác linh hồn lần nữa động, mục tiêu của hắn, vẫn như cũ là Tiêu Phàm. Không cần phải để ý đến ta, trước làm thịt hắn. Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ, hắn không biết rõ tà ác linh hồn vì sao như thế nhắm vào mình, nhưng là, đây hết thảy đã không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tà ác linh hồn, về phần cái khác, hắn căn bản không quan tâm. Theo Tiêu Phàm một tiếng nổ uống, lão nhân coi mộ, Thái Nhất Ma Tổ bọn người cùng nhau xuất thủ. Số lớn Hồng Mông Tiên Vương cấp bậc chiến lực đồng thời xuất thủ, dù là tà ác linh hồn thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại bọn hắn ngay dưới mắt giết chết Tiêu Phàm. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tự mình nghĩ đương nhiên. Oanh! Kinh thiên nổ vang đinh tai nhức óc, lão nhân coi mộ đám người công kích, trong nháy mắt che mất tà ác linh hồn chỗ không gian. Hư không sụp đổ, hỗn độn chi khí loạn xạ, khắp nơi trở nên hoàn toàn mông lung, dường như khai thiên tích địa. Chết sao, Tử Vũ cau mày, nhìn chằm chằm kia bạo loạn không gian. Lão nhân coi mộ bọn người trầm mặc không nói, không dám buông lỏng cảnh giác. Kia tà ác linh hồn thực lực, hoàn toàn không thua bọn hắn bất luận cái gì một người, thậm chí càng mạnh. Tất cả mọi người đang chờ tà ác linh hồn phải chăng có thể thành bọn hắn liên thủ công kích phía dưới sống sót. Thiếu Khuynh, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chu vi hỗn độn chi khí tại khí thế của nó áp bách phía dưới, vậy mà hoàn toàn không cách nào tới gần hắn mảy may. Hắn vẫn như cũ bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn thong dong cùng lạnh nhạt. Biến thái mạnh thực lực, hoàn toàn không thua tạp đệ tam phân thân. Tử Vũ nuốt nước miếng một cái, hắn cũng bị tà ác linh hồn thực lực dọa sợ. Bọn hắn mấy cái Hồng Mông Tiên Vương đồng thời xuất thủ, vậy mà chưa thể giết chết tà ác linh hồn. Cái này còn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, kia đối phương bản tôn, thực lực lại phải như thế nào kinh khủng. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, lặng yên vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, quét về phía tà ác linh hồn. Cái này, xem thấu tà ác linh hồn Tiêu Phàm, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi không gì sánh được nói, ngươi là tạp. Tạp, nghe được Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ bọn người toàn thân một cái giật mình. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ tà ác linh hồn khuôn mặt, nhưng xưa nay sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Nói cách khác, trước mắt tà ác linh hồn liền tạp. Chỉ là, tạp bản tôn không phải bị vây ở thời không chi hà phần cuối sao, lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây? Tà ác linh hồn nghe được Tiêu Phàm, khuôn mặt trong nháy mắt trở lên rõ ràng, một tấm quen thuộc mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Tạp, đám người đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mọi người tâm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, tạp làm sao lại xuất hiện ở đây? Tạp nhếch miệng lên một vòng tà tà nụ cười,
Tà dị con ngươi đảo qua đám người, xem chúng ra đầu run lên. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt Tạp, cùng hắn ba bộ phân thân hoàn toàn khác biệt. Chí ít, Tạp ba bộ phân thân không có người trước mắt cái chủng loại kia tà ác khí tức. Mà lại, hắn thực lực cũng cực kỳ khủng bố, so với Tạp đệ tam phân thân cũng chỉ mạnh không yếu. Đáng tiếc, tốt bao nhiêu một bộ lô đỉnh, Tạp liếm môi một cái, nhìn phía xa Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Nếu không phải muốn bảo vệ Tiêu Lâm Trần an nguy, hắn đã sớm xuất thủ. Tiểu tử, phụ tử các ngươi thật đúng là thật là lớn số phận, ngươi tự thân tu luyện lục đạo luân hồi kinh không nói, hơn nữa còn cho ngươi nhi tử bù đắp bất hủ thiên địa kinh. Tạp ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, nhãn thần hờ hững. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tạp làm sao lại xuất hiện ở đây? Tử Vũ thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, con ngươi nhìn chằm chằm Tạp. Những người khác cũng là như lâm đại địch, cảm nhận được áp lực lớn lao. Như người trước mắt thật sự là Tạp, bọn hắn những người này, đoán chừng đều đến lưu tại nơi này không thể. Hắn không phải Tạp, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng nói. Cái gì? Đám người kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Người trước mắt, vô luận là khí tức, vẫn là khuôn mặt, cũng cùng 31 mô hình đồng dạng A. Vừa rồi Tiêu Phàm còn nói hắn là Tạp. Làm sao hiện tại còn nói không phải? Tạp tiên lực, không có ngươi tà ác như vậy, mặc dù khí tức tương đồng, nhưng ngươi cùng bị phong ấn ở thời không cuối Tạp, không phải cùng một người. Tiêu Phàm hít hai mắt, trầm giọng nói. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng rung động tột đỉnh. Rõ ràng hắn lục đạo luân hồi chi nhãn phân biệt ra người trước mắt chính là Tạp, nhưng là lý chi nói cho hắn biết, người trước mắt cùng Tạp có căn bản khác nhau. Như hắn là chân chính Tạp, căn bản không cần thiết khống chế Tiêu Lâm Trần. Tạp thân là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, điểm ấy ngạo khí vẫn phải có. Khạc khạc, Tạp tà ác mà cười cười, liếm môi một cái, tà dị nói, ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá, bản tiên đúng là Tạp. Cái gì? Nghe được Tạp không có phủ nhận, đám người chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn đầu có chút choáng váng, hoàn toàn nghĩ không hiểu, người trước mắt, đến cùng có phải hay không Tạp. Ngươi cùng bị phong cấm tại thời không chi hà quý Tạp, là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm nhãn thần thanh tĩnh, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc không thôi. Mặc dù Tạp bản thể đã từng nói cho hắn biết, Tạp đã từng chia ra bản ngã cùng siêu ta. Trong đó bị phong cấm tại thời không cuối Tạp chính là hắn bản ngã, đại biểu cho tà ác, mà cương tộc chi chủ thì là hắn siêu ta, đại biểu cho thiện lương. Nhưng mà, tiên cổ thời đại, đại biểu siêu ta cương tộc chi chủ còn thôn phệ Tạp bản ngã. Nguyên bản Tiêu Phàm còn không có gì hoài nghi, dù sao siêu ta cùng bản ngã vốn là đối lập thể. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt tà ác linh hồn, Tiêu Phàm đột nhiên có dũng khí kỳ dị trực tiếp, đó chính là trước mắt cái này tà ác linh hồn, càng giống là Tạp bản ngã. Nhưng nếu là trước mắt tà ác linh hồn là Tạp bản ngã, kia bị phong cấm tại thời không phần cuối, mà lại bị cương tộc chi chủ thôn phệ Tạp, lại là cái gì đây? Ngươi rất muốn biết rõ, Tạp nhe răng cười một tiếng, đánh thắng ta. Có lẽ ta có thể nói cho ngươi. Được. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Tu La kiếm từng bước một đi đến. Mọi người cùng nhau xông lên. Lão nhân coi mộ quát lớn một tiếng, nội tâm của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, luôn cảm giác có một cái kinh thiên đại bí mật sắp hiện ra tại trước mắt của hắn. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người đồng thời động thủ, điên cuồng hướng phía Tạp đánh giết mà đi. Tinh không nổ nát vụn, triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Kinh khủng năng lượng ba động quét sạch tiên ma động, vô tận tinh vực cũng tại rung động. 10 cái hồng mông tiên vương cấp bậc uy lực, có thể thấy được chút ít. Cũng chính là tại tiên ma động, nếu là tại tiên ma giới, đoán chừng không biết rõ bao nhiêu tinh vực sẽ bị hủy đi. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ trong biển hỗn độn cuồn cuộn không thôi, nhấc lên một đóa đáng sợ hỗn độn mây hình nấm. Sau một khắc, Tiêu Phàm mười mấy người, tất cả đều bị một cỗ kinh khủng năng lượng ba động hất bay ra ngoài, tất cả mọi người khóe miệng chảy máu, thân hình hơi có vẻ chật vật. Giờ khắc này, trong mọi người tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Đây chính là Tạp thực lực sao? 10 cái hồng mông tiên vương, càng là có lão nhân coi mộ, thần thiên sứ cùng thái nhất ma tổ bực này đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, vậy mà Tạp đối thủ. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc tin tưởng, người trước mắt, hẳn là chân chính Tạp. Chỉ có Tiêu Phàm ôm một tia hoài nghi. Đã Tạp thực lực khủng bố như thế, vậy hắn hoàn toàn có thể áp chế Tiêu Lâm Trần,
dù là Tiêu Lâm Trần đạt được hoàn chỉnh Bất Hủ Thiên Địa Kinh. Có thể trên thực tế, là Tiêu Lâm Trần đạt được hoàn chỉnh Bất Hủ Thiên Địa Kinh lúc, tạp chẳng những không cách nào áp chế Tiêu Lâm Trần, ngược lại ly khai Tiêu Lâm Trần nhục thân. Điểm này, quá quỷ dị, không giống như là tạp tác phong. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là, trước mắt tạp, là bởi vì không cách nào áp chế tiên kinh, thậm chí tiên kinh còn có thể cho hắn tạo thành thương tích, cho nên mới chủ động ly khai Tiêu Lâm Trần nhục thân. Chúng người nhìn lấy xa xa hỗn độn khí biển, sắc mặt kinh nghi bất định. Khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là, chờ đợi nửa ngày, cũng chưa thấy tạp xuất hiện. Tiêu Phàm thấy thế, phát hiện có chút không đúng, lấy tay vung lên, hỗn độn khí biển trong nháy mắt biến mất, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Mà tạp thân ảnh, vậy mà không hiểu biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, thần niệm khuếch tán, quét mắt bốn phương. Hắn ở nơi đó, lão nhân coi mộ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng phía chân trời lao đi. Đám người theo lão nhân coi mộ phi nhanh phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện một cái điểm đen, sắp biến mất tại mọi người trước mắt. Đuổi theo. Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, chân đạp thời không na di tránh biến mất tại nguyên chỗ. Đám người cũng theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tạp vậy mà chạy trốn. Cái này chẳng phải là nói, tạp căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, không phải bọn hắn những người này đối thủ. Nếu không, tạp căn bản không cần thiết chạy trốn. Mọi người điên cuồng truy kích, rốt cuộc tại một mảnh hỗn độn khu vực ngừng lại, lão nhân coi mộ sớm đã cùng tạp chiến đấu cùng một chỗ. Đám người cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, không chút do dự giết tới. Chỉ có Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyến thú đứng tại chỗ một hơi một tí. Ê a, vạn vực huyến thú gầm nhẹ, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, nó không biết rõ Tiêu Phàm vì cái gì nhường hắn lưu lại. Tạp thực lực căn bản không mạnh, bọn hắn đồng sự xuất thủ, cầm xuống tạp cơ hội thế nhưng là rất lớn. Không thích hợp. Tiêu Phàm cau mày, nhẹ giọng tự nói, lạnh lẽo ánh mắt quét mắt bốn phương. Giờ phút này, trong đầu hắn màu trắng tảng đá vụt sáng, cho hắn phát ra cảnh cáo tín hiệu. Thế nhưng là, hắn nghĩ không hiểu, tạp thực lực rõ ràng không có tưởng tượng mạnh, vì sao màu trắng tảng đá sẽ có như thế động tĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn mười mấy người, còn không đánh lại cái biết rõ chạy trốn tạp? Tiêu Phàm là cái người cẩn thận, đây là hắn có thể sống đạt tới bây giờ cảnh giới nguyên nhân một trong. Sự tình ra khác thường so có yêu, hắn một mực minh bạch đạo lý này. Nơi này, tựa như là tiên ma động tầng thứ nhất khu vực biên giới. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia địa phương vốn là một mảnh biển sét hỗn độn, mặc dù đại bộ phận hỗn độn thần lôi bị Nam Cung Tiêu Tiêu luyện hóa, nhưng hẳn là còn có một số mới đúng. Nhưng bây giờ, cái kia địa phương xác thực vô cùng trống trải, nguyên bản tồn tại biển sét hỗn độn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không được. Tiêu Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa. Ầm ầm, gần như đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức phô thiên cái địa theo tứ phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, cơ hồ vô khổng bất nhập. Chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng cảm nhận được kia một cỗ kinh khủng khí tức, sắc mặt biến hóa. Là bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương lúc, xác thực nhìn thấy từng mảnh mây đen gào thét mà tới. Là khư thú, Thái Nhất Ma Tổ kinh hô. Khư thú. Những người khác mí mắt cuồng loạn, kia kinh khủng khí tức, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Bọn hắn là mạnh, nhưng như thế số lượng khư thú, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Phải biết, khư thú căn bản là giết không chết. Khặc khặc, 31 kích đẩy lui lão nhân coi mộ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, hí ngược nhìn xem mọi người nói, hiện tại mới phát hiện sao, có phải hay không chậm chút. Mọi người sắc mặt xanh xám, bọn hắn như thế nào còn không biết rõ. Tự mình những người này bên trong tạp cạm bẫy. Hào hào cảm thụ tử vong đi. Tạp nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đám người ánh mắt, như xem người chết. Chết người là ngươi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng theo tạp cách đó không xa hiện tại, hư không số đạo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt tạo thành một cái sao sáu cánh mang đại trận, đem tạp vây ở trung ương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tạp sắc mặt có chút trầm xuống, đưa tay chính là một bàn tay hướng phía trước vỗ tới. Đại ca, xem chừng, Tử Vũ quát to một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác nhao nhao lấy lại tinh thần, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Ong ong,
Tường đạo tia sáng yêu dị bỗng theo sao sáu cánh mang phía trên đại trận bắn ra mà ra, sao sáu cánh mang đại trận cũng gấp nhanh mở rộng. Trong trước mắt, một cái mênh mông lục giác lồng giam xuất hiện ở trước mắt mọi người, tạp bàn tay cương rơi vào trên đó, vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Lão nhân coi mộ mấy người cũng thừa cơ đuổi tới, lần nữa đem tạp vây quanh ở trung ương. Tiểu tử, ngươi cho rằng trận pháp này có thể vây được bản tiên. Tạp trên mặt đều là vẻ khinh thường, hôm nay, các ngươi đều phải chết, một cái cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người đừng có giữ lại, bắt lấy hắn lại nói. Thần Vô Tận hét lớn một tiếng. Nội tâm của hắn có dũng khí mãnh liệt bất an cảm giác, tạp đem bọn hắn dẫn tới nơi này, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối đối phó bọn hắn. Những cái kia khư thú mặc dù kinh khủng, nhưng có lẽ không phải tạp chân chính át chủ bài. Tiêu Phàm cau mày, thể nội màu trắng tảng đá tán phát quang mang càng phát ra hừng hực, đại biểu cho nguy hiểm càng ngày càng gần. Dù là lại sáu đạo ma ảnh thao túng lục đạo luân hồi đại trận, màu trắng tảng đá tán phát huỳnh quang chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng phát ra chướng mắt. Hô! Tiêu Phàm lách mình thối lui ra khỏi lục đạo luân hồi đại trận, tạp đệ tam phân thân thôn phệ tuyệt một màn nhưng rõ mồn một trước mắt, lại liên tưởng đến tạp đệ nhị phân thân, trán của hắn bất chi bất giác rịn ra tinh mịn mồ hôi. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào, việc cấp bách là xử lý những này khư thú. Vô luận như thế nào, không thể để cho tạp thôn phệ những này khư thú. Tạp đã đáng sợ như thế, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là tạp thôn phệ tiên ma động bên trong tất cả khư thú, thực lực sẽ đạt tới cảnh giới nào. Tiểu Vạn, đến ngươi. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, không rảnh bận tâm tạp. Lục đạo luân hồi đại trận bên trong tạp, có lão nhân coi mộ bọn hắn đối phó cũng đủ rồi. Hắn cùng vạn nguyên huyến thú áp lực, có thể không có chút nào so lão nhân coi mộ bọn hắn nhỏ. Thật sự là trước mắt khư thú nhiều lắm, thậm chí so tiên cấm kiếp còn có bao nhiêu. Nếu là tạp đem cái này tất cả khư thú cũng thôn phệ, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyến thú đồng thời xuất thủ, hướng phía gần nhất khư thú quần đánh giết mà đi. Sớm tại tạp đệ nhị phân thân thôn phệ khư thái tử về sau, Tiêu Phàm liền có dự định. Đem tiên ma động bên trong khư thú đổ sát sạch sẽ. Trước đó bởi vì thời gian chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể mang xuống. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyến thú như là sát nhân cuồng ma, cùng tới gần lục đạo luân hồi trận khư thú đụng vào nhau, tinh không bắt đầu đại phá diệt. Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyến thú thực lực tuy mạnh, nhưng là khư thú số lượng thực tế nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Dù là những này khư thú đứng ở chỗ đó nhường bọn hắn giết, đoán chừng cũng muốn giết tới bọn hắn sức cùng lực kiệt. Cũng chính là hắn cùng vạn nguyên huyến thú xuất thủ, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng khư thú số lượng căn bản sẽ không giảm bớt bao nhiêu, thậm chí giết khư thú càng nhiều, đối mặt khư thú liền sẽ càng mạnh. Sau nửa canh giờ, vạn nguyên huyến thú tốc độ xuất thủ càng ngày càng chậm, chết tại nó trong tay khư thú đếm không hết. Nhưng mà, bàng bạc khư thú năng lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Cứ tiếp như thế, dù là nó là Hồng Mông Tiên Vương, đoán chừng cũng sẽ bị no bảo. Ia ia. Vạn Nguyên Huyễn Thú lo lắng kêu to, hai mắt đỏ bừng như máu. Nếu là lúc trước, có nhiều như vậy khư thú cho nó thôn phệ, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Mà bây giờ, nó cái hy vọng khư thú số lượng có thể ít một chút. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong đầu nhanh chóng suy tư giải quyết biện pháp. Nếu là đối mặt chính là những sinh linh khác, hắn chém giết tốc độ của địch nhân không thể so với vạn nguyên huyễn thú chậm bao nhiêu. Có thể đối mặt khư thú, một vạn cái Tiêu Phàm cũng so không lên vạn nguyên huyễn thú. Hiện tại, vạn nguyên huyễn thú rõ ràng đạt đến cực hạn, có thể khư thú số lượng vẫn như cũ đếm không hết. Mà lại, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, tinh không bốn phương, còn có liên tục không ngừng khư thú hướng phía nơi này chạy đến. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, đã sớm hẳn là tiến vào tiên ma động, thanh lý một phen khư thú. Có thể hối hận không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc này đối mặt vấn đề, vẫn là cần giải quyết. Tiên pháp, luân hồi trưởng khống. Đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, lấy tay vung lên, một đạo huyền diệu năng lượng đảo qua vạn nguyên huyến thú. Hô hấp ở giữa, vạn nguyên huyến thú bụng trong nháy mắt khô quắt xuống. Tiêu Phàm thi triển luân hồi trưởng khống, cướp đoạt vạn nguyên huyến thú thể nội còn chưa luyện hóa khư thú lực lượng. Ia ia. Vạn huyến huyến thú lòng tràn đầy vui vẻ,
lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, liên miên khư thú bị hắn nuốt vào trong miệng. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, vạn nguyên huyễn thú lại đạt đến cực hạn. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn vừa mới cướp đoạt tiên lực còn không có triệt để luyện hóa đây, có thể vạn nguyên huyễn thú cái này sắp no bạo rồi. Nha, ngươi cái này tiêu hóa tác dụng cũng quá kém. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, vạn nguyên huyễn thú một mặt u oán. Tiêu Phàm thở sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn nguyên huyễn thú trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Tiêu Phàm triệt để bị khư thú bao phủ. Không sai biệt lắm mười mấy hô hấp thời gian, vạn nguyên huyễn thú xuất hiện lần nữa, cuồng bạo khí thế mãnh liệt, đem chu vi khư thú toàn bộ hất bay ra ngoài. Còn tốt nắm giữ thời không chi lực, có thể sáng tạo một cái 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt đến hàng vạn mà tính, không thể nhìn thấy phần cuối khư thú, Tiêu Phàm cũng có chút tê cả da đầu. Cho dù là vạn nguyên huyễn thú có thể đem những này khư thú thôn phệ, đoán chừng cũng sẽ bị no bảo. Cũng may Tiêu Phàm nắm giữ thời không chi lực, có thể đem vạn nguyên huyễn thú ném vào thể nội thế giới, mở ra một cái đặc thù không gian, tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, có thể làm cho vạn nguyên huyễn thú có đầy đủ thời gian tiêu hóa thôn phệ năng lượng. Đừng nhìn ngoại giới chỉ là đi qua mười mấy hô hấp thời gian, có thể bên trong vùng không gian này lại là tương đương với trôi qua hơn phân nửa năm. Hơn nửa năm thời gian, đã miễn cưỡng đầy đủ vạn nguyên huyễn thú triệt để luyện hóa trong cơ thể nó năng lượng. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, thật sự là trước mắt vạn nguyên huyễn thú nhiều lắm. Hắn cũng biết rõ, vạn nguyên huyễn thú thời gian dài thôn phệ, tất nhiên sẽ cho hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đối với hắn mà nói, vạn nguyên huyễn thú hiện tại thế nhưng là hắn một lớn át chủ bài một trong, hắn tự nhiên không muốn để cho vạn nguyên huyễn thú ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Là vạn nguyên huyễn thú nuốt giết khư thú thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt thỉnh thoảng chú ý lục đạo luân hồi đại trận bên trong chiến đấu. Hắn hiện tại cái hy vọng lão nhân coi mộ bọn hắn có thể mau chóng giải quyết tạp, sau đó bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Chỉ là, cái này chú định nhường hắn thất vọng. Tạp thực lực, xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Dù là lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ bọn người liên thủ, thời gian ngắn bên trong, căn bản bắt không được hắn. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là 10 cái hồng mông tiên vương chiến lược A. Ia ia. Lúc này, một trận kinh hoàng thanh âm hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vạn nguyên huyễn thú, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái gặp vạn nguyên huyễn thú kia trắng như tuyết da lông, theo ngực bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, liền tựa như mực nước xâm nhiễm một bức tranh. Tiểu vạn, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, lách mình xuất hiện tại vạn nguyên huyễn thú bên người, một mặt lo lắng. Vạn nguyên huyễn thú kêu lên vài tiếng, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt trở nên càng khó coi. Bởi vì thôn phệ đại lượng khư thú năng lượng duyên cớ, vạn nguyên huyễn thú tinh thần có chút hoảng hốt, thể nội có một cỗ tà ác lực lượng, ngay tại chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm cau mày, trầm giọng hỏi. Ê a! Vạn nguyên huyễn thú khoa tay múa chân, từng đạo ý niệm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Ngươi nói, những này khư thú bên trong ẩn chứa tạp tà ác lực lượng. Tiêu Phàm trừng lớn lấy hai mắt, nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh hãi, tin tức này thực tế quá rung động. Khư thú không phải tạp sáng tạo ra sao? Hiện tại xem ra, bên trong lại còn có cái khác bí mật. Là, khư thú cùng khư tộc mặc dù năng lượng cơ hồ như đúc, nhưng là, khư tộc có được bản thân ý thức, mà khư thú không có, bọn chúng cái biết rõ giết chóc. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa tạp, dường như minh bạch cái gì. So với phong cấm tại thời không chi hà quý tạp, trước mắt tạp cực kỳ tà ác cùng hắc ám. Theo cả hai trên thân tán phát khí tức đến xem, trước mắt tạp là đến từ địa ngục ác ma, kia phong cấm tại thời không cuối tạp, đơn giản chính là thiên sứ. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới hỗn độn vương cùng hỗn độn tổ vương, lực lượng của hai người mặc dù đồng nguyên, nhưng lại đối lập lẫn nhau. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm minh bạch một chút sự tình. Cái này tà ác tạp, hơn phân nửa cùng chân chính tạp, có không thể xóa nhòa quan hệ. Tiêu Phàm thở sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn nguyên huyễn thú trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, không thể tiếp tục nữa. Vạn nguyên huyễn thú thôn phệ khư tộc không có bất cứ chuyện gì, nhưng thôn phệ trước mắt khư thú lại cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị cái này thao thiên tà ác lực lượng ăn mòn,
Vạn Nguyên Huyễn Thú tất nhiên sẽ triệt để biến thành ác ma, đến lúc đó, thậm chí khả năng vượt qua hắn trưởng khống. Chẳng lẽ, tạp đem nhóm chúng ta dẫn tới nơi này, chính là cái này mục đích? Nghĩ đến cái này, một cỗ ý lạnh bỗng nhiên xông lên đầu, toàn thân phát lạnh. Hắn biết rõ, bọn hắn những người này, cũng bị tạp tính kế. Hô! Tiêu Phàm một kiếm chém ra, nghiền nát vô số khư thú, thân thể hóa thành lấp lóe, trong nháy mắt xông vào lục đạo luân hồi đại trận bên trong, không chút do dự đã gia nhập chiến trường. Đại ca, thần vô tận nhìn thấy Tiêu Phàm đến, còn tưởng rằng khư thú đã bị Tiêu Phàm giải quyết. Nhưng khi hắn nhìn về phía đại trận bên ngoài, lại là phát hiện, không có Tiêu Phàm cùng Vạn Nguyên Huyễn Thú ngăn cản, tràn đầy thiên khư thú, vậy mà bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp. Từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, lục đạo luân hồi đại trận vậy mà bắt đầu đung đưa. Không chỉ có như thế, vô số lít nha lít nhít vết dạn xuất hiện tại đại trận màn sáng thanh âm, dường như vỡ vụn kính, bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Tốc độ giết chết hắn, Tiêu Phàm không có giải thích. Lục đạo luân hồi đại trận, căn bản trèo chống không được bao lâu, nếu như bọn hắn không cách nào xử lý tạp, đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là vô tận khư thú. Dù là bọn hắn đều là Hồng Mông Tiên Vương, có thể nghĩ muốn xử lý khủng bố như thế số lượng khư thú, tất nhiên cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Khù khù, tạp kéo lấy thụ thương thân thể, lần nữa đứng dậy, lung la lung lay nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tiểu tử, rốt cục phát hiện sao. Đám người thấy thế, trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Giết! Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, căn bản lười nhác cho tạp nói nhảm, xuất thủ cực kỳ hung mãnh. Lão nhân coi mộ bọn hắn mặc dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo Tiêu Phàm sắc mặt trên nhìn ra không thích hợp, kinh khủng tiên lực cuồn cuộn, điên cuồng công kích tạp. Vô dụng, các ngươi muốn giết bản tiên không khác si nhân nói, liền liền hắn cũng làm không được. Tạp nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là coi nhẹ cùng hờ hững. Hắn là ai? Lão nhân coi mộ nghe vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. À, tạp khẽ cười một tiếng, nói không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Lúc ấy là các ngươi phong ấn tại thời gian cuối kia ra hỏa. Kia ra hỏa. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tạp vậy mà như thế xương hô bị phong cấm tạp, đây là có chuyện gì? Tiểu quỷ, nhóm chúng ta nói một chút như thế nào? Tạp không nhìn lão nhân coi mộ bọn người, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trong chàng tu vi yếu nhất Tiêu Phàm. Tại tạp xem ra, nơi này có thể nhất cho hắn tạo thành uy hiếp, cũng không phải là lão nhân coi mộ những này Hồng Mông Tiên Vương, ngược lại kia nhìn qua không thấy được Tiêu Phàm. Với ngươi không có gì để nói, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Tạp không những không giận mà còn cười, nhún nhún vai nói, ngươi liền không sợ, những người này tất cả đều chết ở chỗ này. Tạp lời nói 10 điểm bình tĩnh, có thể nghe vào Tiêu Phàm trong tai, lại là giống như sấm sét, cực kỳ chói tai. Nhưng mà, hắn nhưng lại không thể thấy nhưng. Trước mắt tạp, quá mức quỷ dị cùng cường đại. Đã mất đi Vạn Nguyên Huyễn Thú, bọn hắn những người này muốn giết chết tạp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tương phản, một khi lục đạo luân hồi đại trận phá vỡ, bọn hắn những người này đều phải không may. Lão nhân coi mộ bọn hắn không biết rõ, nhưng Tiêu Phàm lại hết sức rõ ràng, những này khư thú, căn bản chính là tạp gọi đến. Hắn đã có thể gọi đến toàn bộ tiên ma động khư thú, tất nhiên cũng là có thể khống chế những này khư thú. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phàm trong đầu không chỉ có hiện ra một hình ảnh. Lục đạo luân hồi đại trận phá vỡ, bọn hắn tất cả mọi người bị khư thú thôn phệ, cái gì cũng không có lưu lại. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên đình chỉ xuất thủ. Tiêu Phàm đám người toàn bộ ánh mắt hội tụ trên người Tiêu Lâm Trần, cái gặp Tiêu Lâm Trần khuôn mặt biến ảo không ngừng, dường như thống khổ tới cực điểm. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết? Một đạo lạnh lẽo quát lớn âm thanh theo Tiêu Lâm Trần thể nội truyền ra, khí thế kinh khủng, nhường ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Hắn đến cùng là ai? Tử Vũ kinh hãi không gì sánh được. Tiêu Lâm Trần thể nội truyền ra kia tà ác linh hồn gầm thét, cực kỳ điên cuồng. Đám người thấy thế, lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Kia tà ác linh hồn đã như vậy thống khổ, 89/10 là không cách nào tiếp tục khống chế Tiêu Lâm Trần nhục thân, có lẽ không bao lâu, Tiêu Lâm Trần có thể lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, khẩn trương tới cực điểm. Hắn không biết rõ Bất Hủ Phong Thiên Đồ phải chăng có thể giải cứu Tiêu Lâm Trần, mà diệt kia tà ác linh hồn. Vạn nhất không thành công, hắn chỉ có thể đau nhức hạ sát thủ. Cũng may hiện tại tình huống,
có vẻ như cũng không có hắn tưởng tượng hỏng, chí ít Tiêu Lâm Trần còn có thực lực phản kháng kia tà ác linh hồn, tranh đoạt nhục thân quyền khống chế. Chỉ là, Tiêu Lâm Trần sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân thể một trận co rút, miệng sùi bọt mép, trạng thái hỏng bét đến cực điểm, lập nhập bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ong ong, cũng liền tại lúc này, Tiêu Lâm Trần thể nội đột nhiên bộc phát ra vô tận tiên mang, cùng từng đầu tiên đạo thần liên. Thổi phù một tiếng, tiên đạo thần liên trực tiếp không có vào tinh không. Hỗn trướng! Tà ác linh hồn nổi giận, tức giận tới cực điểm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo hắc sắc quang mang theo Tiêu Lâm Trần mi tâm bắn ra mà ra, ở trên không trung ngưng tụ một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bị đạo này tàn ảnh hấp dẫn, nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Cái này màu đen hư ảnh, đã có thể áp chế bây giờ đã là Hồng Mông Tiên Vương Tiêu Lâm Trần, hắn thực lực lại có thể kém đến đi đâu đâu. Tiêu Phàm nhìn thấy kia thân ảnh màu đen thời khắc, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Đúng vậy, hắn thật thành công. Mặc dù chưa thể chém giết tà ác linh hồn, nhưng cuối cùng đem hắn bước ra Tiêu Lâm Trần thể nội. Nói cách khác, Tiêu Lâm Trần còn sống. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một cái tay rơi vào Tiêu Lâm Trần trên bờ vai. Màn sáng lóe lên, Tiêu Lâm Trần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa từng có xuất hiện qua, hiển nhiên là bị hắn ném vào thể nội thế giới. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên ngươi. Tiêu Phàm quanh thân bộc phát ra kinh khủng hung uy, hận không thể đem kia tà ác linh hồn tàn ảnh mài sạch sẽ. Muốn giết bản tiên, kia tà ác linh hồn một mặt giễu cợt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, bản tiên giết các ngươi như đồ heo chó. Thật sao? Lão nhân coi mộ khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc đã là kia tà ác linh hồn trước người, một quyền hung hăng ném ra. Trên nắm tay, cuồn cuộn tiên lực nở rộ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, sau một khắc, nhường đám người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Cái gặp lão nhân coi mộ một quyền sắp rơi xuống thời khắc, tà ác linh hồn thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui ra phía sau hơn vạn dặm, xảo diệu tránh thoát lão nhân coi mộ một kích. Đám người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lão nhân coi mộ thực lực cỡ nào, vậy mà không đụng tới tà ác linh hồn, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Cái này tà ác linh hồn, thực lực sợ còn tại tạp đệ tam phân thân phía trên. Nhỏ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản tiên, cha ngươi đều không phải là bản tiên đối thủ. Tà ác linh hồn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Chỉ là, hắn khuôn mặt cũng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa, dù là Tiêu Phàm bọn hắn cũng nhìn không thấu mảy may. Ngươi là ai? Lão nhân coi mộ lông mày vặn thành chữ xuyên. Lấy thực lực của hắn, mặc dù chưa từng đạt tới 33 cỗ phân thân thực lực, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, tự mình toàn lực đánh lén một kích, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Người chết là không có tất phải biết nhiều như vậy. Tà ác linh hồn đạm mạc nói. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên tốc độ cao nhất hướng phía Tiêu Phàm đánh giết mà đi, người chưa đến. Một cái mênh mông tiên lực nắm đấm cũng đã tại Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Xử lý hắn. Tử Vũ gầm thét, trước tiên ngăn tại Tiêu Phàm trước người, chống ra thủ trưởng, đầy trời tử sắc tiên quang nở rộ, hóa thành lăng lệ công kích đánh phía tà ác linh hồn. Oanh, hai người hung mãnh công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái gặp Tử Vũ tại chạm đến tà ác linh hồn công kích một sát na, cả người như là diều bị đứt dây, cấp tốc bay ngược mà ra. Khi hắn ổn định thân hình thời khắc, đám người nhìn thấy, Tử Vũ khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, bộ dáng cực kỳ chật vật. Phải biết, Tử Vũ thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương A. Có thể cường đại như hắn, vậy mà không phải tà ác linh hồn một kích chi địch. Tà ác linh hồn cường đại, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Không đợi đám người suy nghĩ, tà ác linh hồn lần nữa động, mục tiêu của hắn vẫn như cũ là Tiêu Phàm. Không cần phải để ý đến ta, trước làm thịt hắn. Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ, hắn không biết rõ tà ác linh hồn vì sao như thế nhắm vào mình, nhưng là, đây hết thảy đã không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết tà ác linh hồn, về phần cái khác, hắn căn bản không quan tâm. Theo Tiêu Phàm một tiếng nổ uống, lão nhân coi mộ, thái nhất ma tổ bọn người cùng nhau xuất thủ. Số lớn Hồng Mông Tiên Vương cấp bậc chiến lược đồng thời xuất thủ, dù là tà ác linh hồn thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại bọn hắn ngay dưới mắt giết chết Tiêu Phàm. Bất quá,
Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tự mình nghĩ đương nhiên. Oanh, kinh thiên nổ vang đinh tai nhức óc, lão nhân coi mộ đám người công kích, trong nháy mắt che mất tà ác linh hồn chỗ không gian. Hư không sụp đổ, hỗn độn chi khí loạn xạ, khắp nơi trở nên hoàn toàn mông lung, dường như khai thiên tích địa. Chết sao? Tử Vũ cau mày, nhìn chằm chằm kia bạo loạn không gian. Lão nhân coi mộ bọn người trầm mặc không nói, không dám buông lỏng cảnh giác. Kia tà ác linh hồn thực lực, hoàn toàn không thua bọn hắn bất luận cái gì một người, thậm chí càng mạnh. Tất cả mọi người đang chờ tà ác linh hồn phải chăng có thể thành bọn hắn liên thủ công kích phía dưới sống sót. Thiếu Khuynh, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chu vi hỗn độn chi khí tại khí thế của nó áp bách phía dưới, vậy mà hoàn toàn không cách nào tới gần hắn mảy may. Hắn vẫn như cũ bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn thong dong cùng lạnh nhạt. Biến thái mạnh thực lực, hoàn toàn không thua tạp đệ tam phân thân. Tử Vũ nuốt nước miếng một cái, hắn cũng bị tà ác linh hồn thực lực dọa sợ. Bọn hắn mấy cái Hồng Mông Tiên Vương đồng thời xuất thủ, vậy mà chưa thể giết chết tà ác linh hồn. Cái này còn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, kia đối phương bản tôn, thực lực lại phải như thế nào kinh khủng. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, lặng yên vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, quét về phía tà ác linh hồn. Cái này, xem thấu tà ác linh hồn Tiêu Phàm, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi không gì sánh được nói, ngươi là tạp. Tạp, nghe được Tiêu Phàm, lão nhân coi mộ bọn người toàn thân một cái giật mình. Bọn hắn mặc dù thấy không rõ tà ác linh hồn khuôn mặt, nhưng xưa nay sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Nói cách khác, trước mắt tà ác linh hồn liền tạp. Chỉ là, tạp bản tôn không phải bị vây ở thời không chi hà phần cuối sao, lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây? Bạch tạp nhược điểm. Trong lòng mọi người giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắc tạp, bắt đầu hoài nghi cái này ra hỏa thân phận. Mặc dù hắc tạp nói, hắn cùng bạch tạp là cùng một người, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có chút không tin, có thể hắc tạp đối bạch tạp sát ý lại là cực kỳ mãnh liệt. Một thời gian, trong mọi người tâm không gì sánh được mê mang. Tiêu Phàm, có thể thử một chút, lão nhân coi mộ đột nhiên truyền âm Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân coi mộ biết làm quyết định như vậy, chẳng lẽ hắn liền không sợ hắc tạp lừa gạt bọn hắn sao? Phải biết, cho dù hắc tạp nói là giả, bọn hắn cũng không cách nào đi chứng minh. Ngươi đem bạch tạp nhược điểm nói ra, hôm nay liền đến đây coi như thôi. Tiêu Phàm thở sâu. Kỳ thật, hắn cũng biết rõ, bọn hắn những người này, muốn giết chết hắc tạp là không thể nào. Mặc dù khư thú hiện tại đã đình chỉ công kích lục đạo luân hồi đại trận, nhưng nếu là bọn hắn lần nữa động thủ, lục đạo luân hồi đại trận tất phá. Mà lại, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn xác định, hắc tạp có thể điều khiển ngoại giới khư thú. Còn không phải thời điểm, có thể nói cho các ngươi biết thời điểm, bản tiên tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Hắc tạp thần sắc đạm mạc, lắc đầu. Ngươi đùa nghịch nhóm chúng ta, Thái Nhất Ma Tổ tức giận, đưa tay một bàn tay liền đánh ra. Những người khác cũng là tức giận không thôi, nhưng mà, hắc tạp chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền hóa giải Thái Nhất Ma Tổ công kích, các ngươi nếu là thật sự muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, ngoại giới khư thú lần nữa táo động, điên cuồng công kích lục đạo luân hồi đại trận. Oanh! Một tiếng nổ vang, lục đạo luân hồi đại trận bỗng nhiên nổ tung, vô số khư thú giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, tràng diện kiềm chế không gì sánh được. Trong lòng mọi người giật mình, đối phó một cái hắc tạp đã 10 điểm không dễ, hiện tại muốn đối mặt nhiều như vậy khư thú, bọn hắn cũng có chút trong lòng run lên. Số lượng này, coi như cho bọn hắn giết, cũng không biết rõ muốn giết tới cái gì thời điểm. Hắc tạp, nhóm chúng ta đáp ứng. Lúc này, lão nhân coi mộ bỗng mở miệng. Ta nói các ngươi thật sự là tiện. Hắc tạp nhếch miệng cười một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vô tận khư thú bỗng đình chỉ động tác, xem đám người kim mật phát lạnh. Tiêu Phàm thật sâu nhìn hắc tạp một cái, lấy tay vung lên, đi ngược dòng màn sáng hiển hiện, đám người nhao nhao lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Đối mặt hắc tạp cùng nhiều như vậy khư thú, bọn hắn một lát cũng không muốn ở lại nơi này. Hắc tạp nhìn xem đi tại sau cùng Tiêu Phàm, đột nhiên mở miệng nói, tiểu quỷ, lần sau muốn tiến đến, nhưng phải trải qua bản tiên cho phép, bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết rõ. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hừ lạnh một tiếng, biến mất tại đi ngược dòng màn sáng bên trong. Hắn biết rõ, về sau muốn không dừng tận đồ sát khư thú, hiển nhiên là chuyện không thể nào.
Cho dù vạn nguyên huyến thú có thể làm được, Hắc Tạp cũng tuyệt đối không cho phép. Tiêu Phàm nội tâm có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến vạn nguyên huyến thú trạng thái, cũng không có cái gì có thể hối hận. Vừa rồi một trận chiến, vạn nguyên huyến thú vẻn vẹn thôn phệ không đến 1/10 khư thú mà thôi, liền phát sinh to lớn dị biến. Nếu là hắn đem tất cả khư thú cũng thôn phệ luyện hóa, còn đến mức nào? Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm một nhóm toàn bộ xuất hiện tại thiên giới, thần thiên sứ bày ra một cái trận pháp, chặn phệ tiên tán ăn mòn. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng âm trầm, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, xử lý tạp đệ tam phân thân, vậy mà lại toát ra cái hắc tạp. Mà lại, hắc tạp rõ ràng so tạp đệ tam phân thân còn khó hơn lấy đối phó. Chỉ ít tạp đệ tam phân thân bọn hắn có thể giết chết, mà hắc tạp, căn bản là giết không chết. Các ngươi nói, hắc tạp nói thật hay giả, hắn thật sự là bạch tạp địch nhân. Thần Vô Tận dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Hắc tạp tất nhiên đang nói láo, hắn cùng bạch tạp vốn là một thể, như thế nào lại giết hắn? Thái nhất ma tổ cái thứ nhất không tin, toàn thân ma khí tận trời. Nhóm chúng ta không tin lại như thế nào, mọi người vừa rồi cũng giao thủ qua, các ngươi cảm thấy, có thể giết chết hắc tạp sao? Hoàng ma nhãn thần có chút mê mang. Kế hoạch ban đầu, là tiên xử lý tạp ba bộ phân thân, sau đó cùng bạch tạp triển khai sau cùng quyết đấu. Nhưng ai biết, đột nhiên toát ra cái hắc tạp. Hắc tạp thực lực mặc dù so không lên bạch tạp, nhưng ít ra so tạp phân thân, mà lại bọn hắn căn bản giết không chết. Nếu là mấu chốt thời điểm hắc tạp xuất thủ, tất nhiên là vạn giới tai nạn. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, chờ những người kia thức tỉnh rồi nói sau. Lão nhân coi mộ thở sâu, giải quyết dứt khoát. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào một bên đại thần thiên trên thân. Đại thần thiên thần sắc không gì sánh được đổi phế, hắn rất chính rõ ràng sau đó phải đối mặt cái gì. Được làm vua thua làm giặc, thật lâu, đại thần thiên dài thở dài một cái. Là ngươi quá tự cho là đúng, coi là bằng sức một mình, liền có thể xử lý tạp. Nếu là có thể làm được, trước đây bọn hắn đã sớm làm được. Lão nhân coi mộ âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù ngươi thành công đoạt xá tạp đệ tam phân thân, cũng cuối cùng chỉ là phân thân mà thôi, căn bản không có khả năng đạt tới tạp độ cao, muốn giết hắn, không khác thiên phương dạ đàm. Đại thần thiên một mặt không cam lòng. Phất tay, hai đoàn quang mang hiện lên ở trước người hắn. Đám người thấy thế, ánh mắt sáng lên, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam, kém chút nhịn không được động thủ. Bọn hắn làm sao không biết, cái này hai đoàn quang mang là vật gì? Thiên nhân đạo cùng xúc sinh đạo truyền thừa. Lão nhân coi mộ nhìn thấy đám người thần sắc, toàn thân tỏa ra cường đại khí tức, trong nháy mắt đem đám người loại kia nóng bỏng ánh mắt áp chế xuống. Thần thiên sứ, thiên nhân đạo về ngươi. Lão nhân coi mộ mở miệng. Được, thần thiên sứ gật gật đầu, cũng không khách khí, há miệng hút vào, trong đó đoàn kia ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bị nàng nuốt vào trong bụng. Đám người một trận hâm mộ, bất quá ai cũng không có mở miệng. Lấy thần thiên sứ thực lực, có tư cách đạt được thiên nhân đạo lục đạo luân hồi chi lực. Huống hồ, nàng bản thân chính là thiên nhân tộc, không có so với nàng càng thích hợp đạt được thiên nhân đạo lục đạo luân hồi chi lực người. Chỉ là... Còn lại đoàn kia màu xám xúc sinh đạo luân hồi chi lực, bọn hắn lại là không gì sánh được chờ mong. Về phần cái này xúc sinh đạo luân hồi chi lực, chấm ngoặc kép, lão nhân coi mộ mở miệng lần nữa. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, liền bị thái nhất ma tổ đánh gãy, xúc sinh đạo luân hồi chi lực, ta ma tộc có thể hay không thử một lần. Cái khác ma tộc cường giả nghe vậy, tất cả đều kích động. Lão nhân coi mộ híp hai mắt nhìn thái nhất ma tổ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thái nhất ma tổ sẽ nhảy ra tranh đoạt. Đại thần thiên cười lạnh nhìn xem đám người, tựa như đang nói, các ngươi không đều là đồng dạng tham lam cùng tự tư. Thái nhất, người ma tộc có thể cùng xúc sinh đạo phù hợp sao? Lão nhân coi mộ cũng không có cự tuyệt, ngược lại cười nhạt một tiếng. Thái nhất ma tổ sững sờ, không phản bác được. Hắn chỉ muốn đạt được xúc sinh đạo luân hồi chi lực, căn bản là không có nghĩ tới phù hợp không phù hợp sự tình. Như thế nào đi nữa, xúc sinh đạo luân hồi chi lực khẳng định có thể tăng cường thực lực bản thân. Xúc sinh đạo, nên trả lại yêu tộc, lão nhân coi mộ vô cùng trịnh trọng nói, cũng không đợi đám người mở miệng, xúc sinh đạo luân hồi chi lực trong nháy mắt bị hắn phong ấn. Thái nhất ma tổ bọn người thần sắc ảm đạm, bất quá ai cũng không có mở miệng ngăn cản. Không nói xúc sinh đạo luân hồi chi lực vốn là yêu tộc tất cả, mà lại lão nhân coi mộ mở miệng, cái này đồng dạng đại biểu cho nhân tộc thái độ. Việc này đến đây coi như thôi, thần thiên sứ,
Ngươi triệt hồi trận pháp, nhóm chúng ta đến ly khai. Thật lâu, lão nhân coi mộ không quan tâm ma tộc ý nghĩ, khoát tay áo nói. Thần thiên sứ đạt được thiên nhân đạo luân hồi chi lực, rất nhanh khôi phục được đỉnh phong. Mấy ngày sau, hắn liền triệt hồi thiên giới trận pháp, ngang nhau tản phệ tiên tán. Thái nhất ma tổ mang theo ma tộc các cường giả ly khai, lão nhân coi mộ bọn hắn cũng đi đầu quay trở về tiên ma giới. Bất quá, Tiêu Phàm lại là lưu lại. Tiêu phủ chủ, nhưng còn có sự tình. Thần thiên sứ nghi ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị động. Tiêu Phàm nhìn bên cạnh đại thần thiên một cái, thẳng thắn nói, đại thần thiên, ta cần ngươi thiên số. Đại thần thiên nghe vậy, sầm mặt lại, lão hủ cũng không có bằng lòng đem thiên số chi nhãn giao cho các ngươi, thiên nhân đạo cùng xúc sinh đạo đã đổi cho các ngươi. Tiêu Phàm lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nếu không cho, ta có thể tự mình tới lấy. Nhìn thấy đại thần thiên trầm mặc, Tiêu Phàm tiếp tục nói, ngươi vốn là vạn giới tội nhân, lưu ngươi một mạng đã là nhân từ, hiện tại ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nếu không phải xem ở thần thiên sứ trên mặt mũi, thiên nhân tộc có lẽ đã hủy diệt. Ngươi, đại thần thiên phẫn nộ đến cực điểm, ngươi có dũng khí. Thiên nhân tộc sớm đã thoát ly vạn tộc, ngươi nói ta có dám hay không? Tiêu Phàm cười lạnh, ngươi chẳng lẽ coi là, thiên nhân tộc phạm vào tội nghiệt, coi là bằng xúc sinh đạo luân hồi chi lực, liền có thể xóa bỏ a? Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt xéo qua không khỏi nhìn thần thiên sứ một cái. Nhưng mà, thần thiên sứ lại là từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Nàng rất rõ ràng, từ khi thái cổ thời đại, thiên nhân tộc phản bội vạn tộc, bút chướng này liền không khả năng tùy tiện xóa bỏ. Mặc dù những năm này, nàng một mực vì đối phó đại thần thiên mà bôn ba, nhưng vạn tộc tổn thương là không thể nào bù đắp. Trước đây đại thần thiên nếu không phản bội, có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Muốn thiên số, trừ phi giết lão hủ, đại thần thiên nổi giận nói, hiển nhiên, hắn là không muốn giao ra thiên số. Tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tiêu Phàm nâng lên thủ trưởng, hung hăng hướng phía đại thần thiên vỗ tới một trưởng. Đại thần thiên trừng lớn lấy hai mắt, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thật dám giết hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm thủ trưởng cự ly đại thần thiên đỉnh đầu chỉ có một thước cự ly, lúc này, một cái ngọc thủ chặn Tiêu Phàm thủ trưởng. Tiêu phủ chủ, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng. Thần thiên sứ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, ánh mắt phức tạp nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lại là thu hồi thủ trưởng, hiển nhiên là chấp nhận. Thần thiên sứ làm sao không biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, muốn tha đại thần thiên một mạng, thiên số nhất định phải giao ra. Có được thiên số đại thần thiên, đồng dạng có được đỉnh tiêm hồng mông tiên vương thực lực, ai biết rõ hắn về sau có thể hay không chọc ra cái gì yêu con thiêu thân. Thở sâu, thần thiên sứ bỗng dò xét xuất thủ bàn tay, mấy cây ngón tay cắm vào đại thần thiên mi tâm. A, đại thần thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giờ phút này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, căn bản liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thiên sứ đem hắn mi tâm thiên số chi nhãn cho móc ra, lại không thể thế nhưng. Tiêu phủ chủ, hiện tại có thể hài lòng, thần thiên sứ đem thiên số chi nhãn giao cho Tiêu Phàm. Đại thần thiên, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ, bất quá, ngươi về sau nếu là còn dám cùng vạn tộc là địch, giết không tha. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền biến mất ở tại chỗ. Đã mất đi thiên số đại thần thiên, thực lực tối đa cũng chỉ là phổ thông hồng mông tiên vương, tại tương lai chiến đấu bên trong, đã không nổi lên được sóng lớn. Mà lại, hắn biết rõ, cho dù hắn bỏ mặc đại thần thiên sứ cũng sẽ không như thế làm. Kỳ hoa phí hết vô tận tuế nguyệt, mới cứu được thiên nhân tộc, há lại sẽ nhường đại thần thiên làm hỏng. Đại thần thiên toàn thân chấn động, một mặt ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng, ánh mắt hàn quang lấp lóe. Lão tổ, từ nay về sau, ngươi liền dưỡng lão đi. Thần thiên sứ thở dài, bỗng hai tay kết ấn, từng đạo phù văn nở rộ, trong nháy mắt chui vào đại thần thiên thể nội. Ngươi, đại thần thiên hiển nhiên không nghĩ tới, thần thiên sứ vậy mà sẽ ra tay đối phó hắn. Không có ngươi, thiên nhân tộc sẽ tốt hơn, thần thiên sứ thần sắc đạm mạc nói, trực tiếp phong ấn đại thần thiên tu vi. Làm xong đây hết thảy, nàng chậm rãi để lộ mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan. Nàng nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng nhu hòa chi sắc. Tiêu Phàm ly khai thiên giới, mới vừa chuẩn bị xé mở hư không trở về tiên ma giới, lại bị một thanh âm gọi lại. Tiêu Phàm, một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Phàm cách đó không xa,
mang trên mặt nụ cười. Lão bất tử, ngươi làm sao còn chưa đi? Tiêu Phàm kinh ngạc, ánh mắt quét mắt bốn phương, lại là không có phát hiện Thần Vô Tận bóng dáng của bọn hắn. Hắn nghi ngờ nhìn xem lão nhân coi mộ, không biết rõ hắn tại nơi này chờ lấy tự mình là ý gì. Lão nhân coi mộ không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, mà là mở ra thủ trưởng, một đạo quang mang hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Xúc sinh đạo luân hồi chi lực, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem lão nhân coi mộ. Nếu là hắn còn không biết rõ lão nhân coi mộ ý tứ, vậy hắn chính là đồ đần. Chỉ là, hắn không minh bạch, lão nhân coi mộ vì sao muốn đem xúc sinh đạo luân hồi chi lực cho mình. Cái này đồ vật, ta càng nghĩ, cho ngươi thích hợp nhất. Lão nhân coi mộ cười nói, tiện tay đem xúc sinh đạo luân hồi chi lực vứt cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem lòng bàn tay xúc sinh đạo luân hồi chi lực, một thời gian có chút thất thần. Mặc dù hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này xúc sinh đạo luân hồi chi lực, so với hắn tu luyện lục đạo luân hồi chi lực còn mạnh hơn một cái cấp độ. Mà lại, trong đó còn ẩn chứa một cỗ sức mạnh huyền diệu, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà một thời gian cũng nhìn không ra lực lượng này chỗ đặc biệt. Ngươi nhất định phải cho ta. Tiêu Phàm tập trung ý chí, trịnh trọng nhìn xem lão nhân coi mộ. Phải biết, cái này thế nhưng là lục đạo luân hồi chi lực a. Một khi luyện hóa, liền có thể trở thành chư thiên vạn giới cấp cao nhất cường giả. Có thể thủ mộ lão nhân nhưng không có nửa điểm vẻ tham lam, cái này khiến Tiêu Phàm đều không thể không bội phục lão nhân coi mộ tâm tính. Những người khác cầm cũng không có tác dụng gì, mà lại, ta luôn cảm thấy, ngươi mới có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Lão nhân coi mộ cười nói, không phải còn có yêu chủ sao? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Yêu chủ dù sao cũng là tiên cổ thời đại lục đại cự phách một trong, cho dù không bằng tiên cổ thời đại lục đại chí cường, nhưng cũng không kém nhiều. Nếu là yêu chủ có thể luyện hóa, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, đến lúc đó đối phó tạp cũng coi là nhiều hơn một phần chiến lực. Đối với yêu chủ mà nói, cái này đồ vật mặc dù có chút tác dụng, nhưng tác dụng không phải quá lớn. Mà lại, chính hắn đã từng nói qua, hắn không cần cái này đồ vật. Lão nhân coi mộ lắc đầu. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, mặc dù hắn còn không có gặp qua yêu chủ bản thân, nhưng nội tâm không thể không bội phục yêu chủ quyết đoán. Liền lục đạo luân hồi chi lực cũng không để vào mắt, dạng này người, biết bao thưa thớt. Tốt, vậy ta liền nhận. Tiêu Phàm thở sâu. Kia đi thôi, về trước tiên ma giới. Lão nhân coi mộ cười cười. Ngươi về trước đi. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu lại là hiện ra vạn nguyên huyễn thú thân ảnh. Cái này ra hỏa thôn phệ quá nhiều khư thú năng lượng, bây giờ bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn, nếu là không nhanh chóng giải quyết, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Vậy ngươi cẩn thận một chút, lão nhân coi mộ không nói thêm gì, xé mở thời không chi môn, trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn qua lão nhân coi mộ rời đi phương hướng. Đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực nặng thêm mấy phần. Hắn cưỡng ép theo đại thần thiên nơi đó cướp đoạt thiên số chi nhãn, chỉ là vì giải quyết vạn nguyên huyễn thú bị khư thú lực lượng ăn mòn vấn đề. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, lão nhân coi mộ vậy mà lại đem xúc sinh đạo luân hồi chi lực giao cho mình. Nguyên bản hắn coi là lục đạo luân hồi chi lực cũng không để ý như thế, dù sao hắn tự thân cũng tu luyện lục đạo luân hồi kinh. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, tự mình loại ý nghĩ này là sai lầm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình trong tay xúc sinh đạo luân hồi chi lực cực kỳ bất phàm, chí ít, lực lượng cấp độ hẳn là còn ở trên hắn. Một thời gian, Tiêu Phàm không khỏi hoài nghi trước đây tạp bản thân lời đã nói ra. Cái này lục đạo luân hồi chi lực, thật là tạp bản thân tách ra đi sao? Mặc dù ta chỗ tu luyện lục đạo luân hồi chi lực cực kỳ thuần túy, nhưng là, cái này xúc sinh đạo luân hồi chi lực ẩn chứa huyền diệu, cùng ta tu luyện so sánh, còn mạnh hơn một cái cấp độ. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, trong nháy mắt có quyết đoán. Phất tay, Tiêu Phàm xé mở hư không, một bước bước vào. Sau một lát, Tiêu Phàm giáng lâm một khỏa tinh thần phía trên. Chính là chỗ này, Tiêu Phàm thở sâu, thần niệm quét qua, phát hiện khỏa này tinh thần không có bất luận cái gì sinh linh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tại tinh thần vực ngoại tinh không bố trí từng đạo kết giới, trấn phong bốn phương, dù là thời gian cùng không gian cũng bị phong tỏa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn nguyên huyến thú xuất hiện lần nữa. Ia ia. Vạn nguyên huyến thú hư nhược kêu to, thanh âm hết sức yếu ớt. Giờ phút này, bề ngoài của hắn đã gần như toàn bộ nhuộm thành màu đen, mà lại lượn lờ lấy một loại đen như mực tà ác năng lượng,
Nhưng Tiêu Phàm cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày. Vạn nguyên huyễn thú mặc dù không còn là đúng nghĩa khư thú, nhưng nó vẫn như cũ có khư thú đông đảo năng lực, như thường tới nói, hắn thôn phệ khư thú năng lượng, có thể tùy tiện luyện hóa mới đúng. Có thể sự thật lại xuất hiện ngoài ý muốn, vạn nguyên huyễn thú quả thật có thể luyện hóa khư thú năng lượng. Nhưng là, khư thú năng lượng xác thực ăn mòn vạn nguyên huyễn thú hết thảy. Một khi vạn nguyên huyễn thú mất đi ý thức, đoán chừng liền rốt cuộc không phải nó. Điểm này, Tiêu Phàm trước kia không có suy nghĩ qua, thậm chí hắn còn muốn lấy nhường vạn nguyên huyễn thú đem tiên ma động bên trong tất cả khư thú cũng nuốt chừng lấy luyện hóa. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Phàm không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Còn tốt tự mình cũng không đủ sự tình đi làm như thế, bằng không, vạn nguyên huyễn thú đoán chừng chết chắc. Mở ra thủ trưởng, Tiêu Phàm trước người hiện lên hai loại đồ vật, giống nhau là xúc sinh đạo luân hồi chi lực, mà đổi thành đồng dạng thì là một cái kỳ dị con ngươi, hiển nhiên là thiên số chi nhãn. Xúc sinh đạo luân hồi chi lực yên tĩnh mà an lành, có thể thiên số chi nhãn lại là run rẩy kịch liệt, lộ ra không gì sánh được vẻ sợ hãi, muốn tránh thoát Tiêu Phàm trưởng khống. Theo ngươi đã mất đi công chính một khắc kia trở đi, liền đã chú định hôm nay kết cục. Tiêu Phàm nhãn thần lăng lệ, trên thân cổ động cường hoành khí tức, áp chế thiên số chi nhãn, đại thần thiên cứu được ngươi, ngươi vốn có thể lựa chọn cái khác phương thức báo ân, nhưng ngươi không nên đối tiên ma giới sinh linh động tay. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Ong ong, lời còn chưa dứt, thiên số chi nhãn đột nhiên tỏa ra chói lọi tiên quang, đâm vào người hai mắt thấy đau. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhẹ nhàng một nắm, liền đem khí thế của nó ép xuống, căn bản liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Tiểu vạn, nuốt nó, Tiêu Phàm trầm giọng nói, tiện tay đem thiên số chi nhãn ném vào vạn nguyên huyễn thú trong miệng. Vạn nguyên huyễn thú vô cùng kích động. Là thiên số chi nhãn lối vào một sát na kia, trên người hắn tả khí tức vậy mà bắt đầu chậm rãi thối lui, đen như mực lông tóc chậm rãi hướng phía trắng như tuyết chuyển hóa. Tiêu Phàm hài lòng cười cười, xem ra, những cái kia khư thú xác thực không phải tiên ma động chi vật, thiên số chi nhãn đại biểu cho tiên ma giới. Ẩn chứa tiên ma giới thuần chính nhất lực lượng, vừa vặn có thể xua tan tà ác lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, vạn nguyên huyễn thú trên người lông tóc, lần nữa biến thành trắng như tuyết chi sắc. Nó mở hai mắt ra thời khắc, toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Cái này khí tức, cũng không phải là nó thân là Hồng Mông Tiên Vương có, mà là thiên số. Tại Tiêu Phàm kinh ngạc trong ánh mắt, vạn nguyên huyễn thú thân hình khẽ động, bỗng biến thành một cái trắng như tuyết con mắt. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, trong lúc vô hình tản ra đáng sợ thiên uy. Từ nay về sau, ngươi chính là tiên ma giới thiên. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hô! Vạn nguyên huyễn thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, lần nữa hóa thành một cái con thú nhỏ trắng như tuyết, rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Cùng lúc đó, ở xa tiên ma giới, một mảnh hắc ám tinh không bên trong. Có ý tứ, vậy mà áp chế bản tiên âm khư chi lực. Hắc tạp nhìn qua xa xôi chân trời. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, bất quá, cũng không quan trọng, đồng dạng sẽ làm việc cho ta. Mặc dù chưa thể đoạt xá kia Hỗn Nguyên Thánh thể có chút đáng tiếc, nhưng hết thảy vẫn như cũ còn tại trong kế hoạch, cũng nên thu hồi lực lượng của ta. Thoại âm rơi xuống, hắc tạp đột nhiên hai tay chấn động, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đầu vạn trượng cự thú. Cự thú mở ra miệng lớn dính máu, tinh không bốn phương lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm kinh khủng. Vô số khư thú dường như không bị khống chế, điên cuồng tràn vào vạn trượng cự thú trong miệng. Vạn trượng cự thú hình thể không ngừng biến lớn, dường như không có cực hạn. Thẳng đến tiên ma động cuối cùng một đầu khư thú bị hắn thôn phệ, hết thảy mới khôi phục bình tĩnh. Hắc tạp thân hình khẽ động, lần nữa biến thành hình người. Phất tay, trước người hắn bỗng nhiều hơn 6 thân ảnh, mỗi một thân ảnh cũng tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Nếu là Tiêu Phàm ở đây, khẳng định sẽ kinh hãi không thôi. Cái này 6 thân ảnh, không phải liền là 6 đạo ma ảnh sao? Chẳng lẽ hắc tạp cũng đồng dạng tu luyện lục đạo luân hồi kinh? Nếu không đối thoại, hắn lại thế nào khả năng tu luyện ra 6 đạo ma ảnh đâu? Đáng tiếc, Tiêu Phàm nhất định là sẽ không biết. Hắn cảm thụ được vạn nguyên huyễn thú tán phát khí tức, trong lòng kinh dị không gì sánh được. Ngươi bây giờ, hẳn là cũng xem như đỉnh tiêm Hồng Mông Tiên Vương đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vạn nguyên huyễn thú cái đầu nhỏ. Vạn nguyên huyễn thú chính là hắn cái thần thức, hắn có hết thảy, đồng dạng tương đương với Tiêu Phàm tự thân có được.
Lấy vạn nguyên huyến thú thực lực bây giờ, sợ là thần vô tận bọn hắn đều chưa hẳn là đối thủ, cũng chỉ có lão nhân coi mộ cùng thần thiên sứ bực này đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, mới có sức đánh một trận. Ia ia, vạn nguyên huyến thú nhẹ nhàng gầm nhẹ, hiển nhiên cũng rất hài lòng thực lực bản thân. Ta đã từng đáp ứng ngươi, sẽ để cho ngươi khôi phục tự do, hiện tại xem ra, cái này một ngày cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm nói nhỏ. Nghe nói như thế, vạn nguyên huyến thú lập tức lo lắng giống to. Khôi phục tự do, mặc dù là bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ sự tình, nhưng vạn nguyên huyến thú lại lơ đánh. Bởi vì nó rất rõ ràng, hiện tại nó có lực lượng, đều là Tiêu Phàm mang cho hắn, nếu không phải Tiêu Phàm, hắn cho dù không chết, cũng không có khả năng đạt tới thực lực bây giờ. Yên tâm, ta không nói hiện tại, chỉ là nhanh mà thôi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, tại hắn thủ trưởng, màu xám xúc sinh đạo luân hồi chi lực lần nữa hiển hiện. Đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm sự tình, về sau liền dựa vào chính ngươi. Tiêu Phàm không bằng vạn nguyên huyến thú phản bác, thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy, xúc sinh đạo luân hồi chi lực trong nháy mắt chui vào vạn nguyên huyến thú thể nội. Oanh! Xúc sinh đạo luân hồi chi lực nhập thể, vạn nguyên huyến thú trên người khí tức lập tức tăng vọt, hung mãnh năng lượng ba động trực tiếp đem Tiêu Phàm hất bay ra ngoài. Tiêu Phàm kinh ngạc mà thôi, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới xúc sinh đạo luân hồi chi lực vậy mà như thế bá đạo, kém chút bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này, vạn nguyên huyến thú trạng thái cũng không tốt gì. Hắn còn chưa kịp cự tuyệt Tiêu Phàm ý nghĩ, xúc sinh đạo luân hồi chi lực liền bắt đầu tăng vọt, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Trong chớp nhoáng này, vạn nguyên huyến thú chỉ cảm thấy tự mình muốn vũ hóa phi tiên. Nó vốn dĩ là đỉnh tiêm hồng mông tiên vương, nhưng theo xúc sinh đạo luân hồi chi lực nhập thể, nó mới phát hiện, tự mình đánh giá quá cao tự mình. Hiện tại nó, cảm giác mình có thể đánh 10 cái trước đó chính mình. Mà cái này, chính là xúc sinh đạo luân hồi chi lực cho nó mang tới chỗ tốt. Tiêu Phàm nhìn từ xa xa lấy vạn nguyên huyến thú biến hóa, khi hắn cảm nhận được vạn nguyên huyến thú khí tức dường như không có điểm cuối cùng đồng dạng không ngừng tăng vọt, nội tâm của hắn cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, hồng mông tiên vương thực lực, không thể đơn giản dùng trước quy tắc đến phân khu. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn bây giờ bản nguyên đại đạo đã đến gần vô hạn 9000 mét, đột phá hồng mông tiên vương có cực lớn cơ hội. Chỉ là, cái này thời gian lại không tiện đem khống, có lẽ là ý niệm, có lẽ là số trăm vạn năm. Đạt tới bây giờ cảnh giới, mỗi một bước nhỏ tăng lên, đều là cực kỳ khó khăn. Không có người có được niềm tin tuyệt đối đột phá hồng mông tiên vương, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thuần túy năng lượng tràn vào thể nội, giống như một dòng thanh tuyền, nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Ngay sau đó, nhưng Tiêu Phàm cực kỳ kinh hãi sự tình phát sinh, nhìn không được kinh hô ta bản nguyên đại đạo. Oanh! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người khí tức bỗng tăng vọt, lục đạo luân hồi tiên kinh tự hành vận chuyển. Tiêu Phàm không chút do dự, lấy ra dò xét bản nguyên tiên tinh. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình bản nguyên đại đạo, vậy mà lặng yên không tiếng động đạt đến 9000 mét cửa ải. Hắn như thế nào còn không minh bạch, tự mình đây là muốn đột phá hồng mông tiên vương dấu hiệu A. Hồng mông tiên vương A. Kia thế nhưng là Tiêu Phàm tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ là cho tới nay, hắn cũng không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Ia ia, vạn nguyên huyến thú kích động kêu to, hiển nhiên là tại mừng thay cho Tiêu Phàm. Làm tự mình chủ nhân, nó tự nhiên là hy vọng có thể đột phá hồng mông tiên vương, kể từ đó, chính nó cũng nhiều một tầng bảo hộ. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào bản nguyên phân thân, nhìn xem dưới chân không tách ra tích bản nguyên đại đạo, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết rõ, đây là vạn nguyên huyến thú luyện hóa xúc sinh đạo luân hồi chi lực cho hắn phản hồi, muốn trợ giúp hắn nhất cử đột phá hồng mông tiên vương. Không làm tốt chuẩn bị, Tiêu Phàm nhìn lấy mình dưới chân siêu việt 9 dài ngàn mét độ bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm khóe miệng rốt cục hiện lên một vòng nụ cười. Đây chính là hồng mông tiên vương sao? Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân lực lượng, cảm khái vạn phần. Chỉ là hỗn nguyên tiên vương cảnh hắn, liền có được cùng hồng mông tiên vương cảnh thực lực. Mà bây giờ, hắn nhưng là chân chính hồng mông tiên vương. Đem so với trước, hắn muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Không đừng nói, chính là tiên lực lột xác thành hồng mông tiên lực, liền cho hắn thực lực mang đến cực lớn tăng phúc. Bằng vào tiên lực,
Tiêu Phàm tự tin, dù là lão nhân coi mộ bọn hắn cái này đẳng cấp khác tồn tại, cũng xa xa không cách nào so sánh với hắn. Nhất làm cho Tiêu Phàm kinh dị là, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, vậy mà cũng siêu việt 9,900m, đến gần vô hạn 10,000m. Chẳng lẽ bản nguyên đại đạo độ rộng, cũng có thể đạt tới 10,000m sao? Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đây là thiên phương giả đàm, dù là hắn bản nguyên đại đạo độ rộng sớm đã siêu việt 9,000m. Nhưng là, những năm gần đây, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho tới bây giờ, lại một lần nữa bay vọt. Đáng tiếc, cùng những người khác đột phá Hồng Mông Tiên Vương so sánh, thực lực của ta tăng phúc kém xa bọn hắn. Tiêu Phàm thở dài. Bình thường Hỗn Nguyên Tiên Vương đột phá Hồng Mông Tiên Vương, dù là bản nguyên đại đạo độ rộng không có bất kỳ biến hóa nào, thực lực cũng là trực tiếp gấp bội. Dù sao, Hồng Mông tiên lực cường độ thế nhưng là phổ thông tiên lực gấp 2. Nhưng mà, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo độ rộng đã đạt đến cực hạn, ngược lại là cái khác Hồng Mông tiên vương, bọn hắn bản nguyên đại đạo độ rộng đột phá gông cùng xiềng xích, dù là trước đó bản nguyên đại đạo chưa từng đạt tới 3,000m người, cũng có thể mở đến 3,000m. Về phần nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực người, tỷ như thời không lão nhân bọn hắn, bản nguyên đại đạo độ rộng có thể đột phá 6,000m. So sánh với mà nói, Tiêu Phàm đột phá Hồng Mông tiên vương thực lực tăng phúc, ngược lại yếu nhược không ít. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chí ít, thực lực của ta cũng đằng đẵng tăng lên gấp đôi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, cảm thấy mình có chút bành trướng. Tuy nói Hồng Mông tiên vương đột phá bản nguyên đại đạo độ rộng gông cùng xiềng xích, nhưng ngay cả như vậy, cũng nhiều nhất chỉ có thể mở đến 3,000m mà thôi. Mà muốn đem bản nguyên đại đạo mở đến 3,000m chi rộng, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, nhìn qua dưới chân bản nguyên đại đạo, vẫn như cũ còn đang tăng trưởng, chỉ là tốc độ chậm đi xuống tới. Càng về sau, bản nguyên đại đạo mở vượt khó khăn. Thật lâu, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo rốt cục vượt qua 9,100m. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy tự thân lực lượng lần nữa tăng vọt. Cái này, Tiêu Phàm có chút trợn mắt hốc mồm, hắn biết rõ Hồng Mông Tiên Vương thực lực tăng phúc không thể dùng Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh trở xuống tiêu chuẩn để cân nhắc. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, thực lực của mình vậy mà lần nữa tăng vọt gấp đôi. Nói cách khác, Hồng Mông Tiên Vương bản nguyên đại đạo, mỗi gia tăng 100m, thực lực tăng phúc so với phổ thông Hồng Mông Tiên Vương liền sẽ gia tăng gấp đôi. Khó trách Hồng Mông Tiên Vương như thế cường đại, cơ hồ rất ít xuất hiện Hỗn Nguyên Tiên Vương nghịch chặt Hồng Mông Tiên Vương sự tình. Cũng chính là hắn loại này tu luyện tiên kinh người, mới có nghịch chặt tư cách. Nếu là lấy phổ thông cực đạo Hồng Mông Tiên Vương thực lực để cân nhắc, ta thực lực bây giờ tăng phúc, đạt đến 6 giờ gấp 7 tăng phúc, cái khác bản nguyên đại đạo 9,100m Hồng Mông Tiên Vương, tối đa cũng mới gấp 2 tăng phúc mà thôi. Mà lại, đem bản nguyên đại đạo độ rộng mở đến 3,000m cực đạo Tiên Vương, hẳn là ít càng thêm ít. Kể từ đó, cho dù đối mặt cực đạo Tiên Vương, ta cũng có thể cùng bản nguyên đại đạo đạt tới 9,500m Hồng Mông Tiên Vương một trận chiến. Tiêu Phàm nội tâm phân tích, đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Mà hắn thấy, thần vô tận bọn người, đoán chừng bản nguyên đại đạo cũng liền tại 9,500m khoảng chừng mà thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có đầy đủ thực lực, có thể cùng thần vô tận đánh một trận. Mà lại, cái này còn không bao gồm 6 đạo ma ảnh. Bình phục nội tâm kích động, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, tâm thần trở về bản thể. Ia ia, vạn nguyên huyến thú lòng tràn đầy vui vẻ kêu. Tiêu Phàm sờ lên đầu của nó, hắn lúc này mới ý thức được, tự mình đánh giá thấp vạn nguyên huyến thú thực lực. Phải biết, vạn nguyên huyến thú bản nguyên đại đạo thế nhưng là siêu việt 9,600m. Mấu chốt là, hắn còn nắm trong tay xúc sinh đạo luân hồi chi lực, nói cách khác, lấy Tiêu Phàm thực lực bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của vạn nguyên huyến thú. Chờ ta một lát, ta lại lĩnh mộ điểm đồ vật. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tâm thần lần nữa nhập định. Vạn nguyên huyến thú đứng tại Tiêu Phàm cách đó không xa, con người thỉnh thoảng biến hóa, cuối cùng co lại thành một điểm, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái gặp Tiêu Phàm quanh thân màu vàng tiên quang nở rộ, dáng vẻ trang nghiêm, như là chân tiên lâm trần. Lấy vạn nguyên huyến thú thực lực, lại có nhiều hãi hùng khiếp vía cảm giác, thật sự là Tiêu Phàm tán phát khí tức quá kinh khủng. Nó nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm tại sao lại như thế nào cường đại. Hắn thật sự là một cái vừa mới đột phá Hồng Mông Tiên Vương người sao. Giờ phút này, Tiêu Phàm toàn thân tâm đắm chìm trong loại thứ ba tiên pháp lĩnh ngộ bên trong. Một mảnh đặc thù không gian bên trong,
Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem phía trước, tại hắn trong mắt, hiện đầy lít nha lít nhít màu vàng đường vân, giăng khắp nơi, như là một cái lưới lớn đồng dạng xen lẫn. Lưới lớn phía trên, lóe ra vô số yếu ớt quang điểm, lít nha lít nhít, người bình thường căn bản xem không đến. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, đi đến lưới lớn bên cạnh, nhẹ nhàng kích thích trong đó một sợi tơ. Một thoáng thời gian, kia vô số quang điểm đột nhiên bắt đầu biến hóa, có chôn vùi, có quang mang ảm đạm, đồng thời còn có không ít mới quang điểm đản sinh. Luân hồi ăn mòn, đây là năng lực gì? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Không tệ, trước mắt lưới lớn chính là hắn lĩnh ngộ loại thứ ba tiên pháp, luân hồi ăn mòn. Chỉ là, một thời gian hắn vậy mà làm minh bạch, loại này tiên pháp để làm gì? Bất quá trải nghiệm qua luân hồi trưởng khống cùng luân hồi phong cấm hai loại tiên pháp hắn, rất rõ ràng tiên pháp bất phàm. Cái này loại thứ ba tiên pháp, luân hồi ăn mòn, tất nhiên còn tại trước hai loại này tiên pháp phía trên. Bằng không mà nói, loại này tiên pháp cũng không có khả năng chỉ có đột phá hồng mông tiên vương mới có tư cách tu luyện. Tiêu Phàm thử thật lâu, chính luôn cảm giác bắt được cái gì, lại không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn một thời gian không biết rõ loại này tiên pháp cụ thể tác dụng. Được rồi, thời gian ngắn bên trong đoán chừng cũng không có biện pháp triệt để làm minh bạch, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiêu Phàm cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ, loại này tiên pháp tác dụng hắn mặc dù không có làm minh bạch, nhưng nguyên lý lại là làm rõ ràng. Trước mắt hắn chương này lưới lớn, chỉ cần ba động bất luận cái gì một sợi tơ, đều có thể cải biến lưới lớn kết cấu. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lần nữa thức tỉnh. Vạn nguyên huyến thú lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, xé rách hư không, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tiên ma giới bên ngoài. Nhìn qua mênh mông tiên ma giới, Tiêu Phàm hơi xúc động. Lần trước ly khai tiên ma giới, hắn còn chỉ là hồng trần tiên vương mà thôi, mà bây giờ, hắn đã đột phá hồng mông tiên vương. Dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng được xưng tụng là cường giả hiếm có. Mấy ngày sau, vô tận thần điện. Vô tận thần phủ cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, một mặt cung kính nhìn xem thủ tọa trên Tiêu Phàm. Người ở chỗ này, có không ít người theo chiến hồn đại lục bắt đầu liền đi theo Tiêu Phàm, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Phàm dẫn đầu bọn hắn có một ngày có thể đăng lâm vạn giới chi đỉnh. Tiêu Phàm thân là tiên ma giới chi chủ, hiệu lệnh vạn tộc, thân phận cực kỳ tôn quý. Chư thiên vạn giới, có thể cùng so sánh người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Tiêu Phàm đối với quyền lực lại là không có quá mo tâm hắn nghĩ, hắn rất rõ ràng, đứng được càng cao, trách nhiệm lại càng lớn. Đừng nhìn tiên ma giới đã thống nhất, vạn tộc tu sĩ chung sống hòa bình, một bộ thịnh thế chi cảnh. Có thể hắn rất rõ ràng, loại này thời gian qua một ngày liền thiếu đi một ngày. Một khi tạp bản thể xuất hiện, chư thiên vạn giới liền sẽ nghênh đón vạn cổ đến nay lớn nhất kiếp nạn. Một ngày này, có lẽ là mấy năm, mấy chục năm, cũng có thể là hơn 10 ngày, thậm chí sau một khắc liền sẽ tiến đến. Nhìn lướt qua trong đại điện đám người tu vi, Tiêu Phàm rất cảm thấy áp lực. Ngoại trừ Thí Thần cùng Long Tiêu hai cái La Thiên Tiên Vương bên ngoài, những người khác là Hồng Trần Tiên Vương trở xuống tu vi. Thực lực như vậy, nếu là tại dĩ vãng, ngược lại là đủ để hoành hành vạn giới. Nhưng ở bây giờ, lại không tính là gì. Đừng nói Hồng Trần Tiên Vương, liền xem như La Thiên Tiên Vương, cũng bất cứ lúc nào có khả năng chết đi. Đám người ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Phàm, không biết rõ Tiêu Phàm đem đám người triệu tập đến nơi này, cái gọi là ý gì. Hôm nay, mọi người tề tụ ở đây, cũng không phải có cái gì an bài, chỉ là quá lâu không gặp, mọi người tụ họp một chút mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là tụ họp một chút sao? Người ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu Tiêu Phàm làm người, biết rõ sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là có dạng này thời gian, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ dùng để tu luyện. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cái màu vàng thần long từ trên người hắn phóng lên tận trời, chói lọi quang mang tràn vào thân thể của mọi người. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thư thái, trước đó đại chiến chịu tổn thương khôi phục nhanh chóng, thân thể không ít người ẩn ẩn có dũng khí muốn đột phá cảm giác. Đa tạ phủ chủ, đám người cung thân bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên, cũng có chút sự tình muốn tuyên bố. Dừng một chút, Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút. Lúc này, một thân ảnh theo trong đại điện hướng phía Tiêu Phàm đi đến, đi vào Tiêu Phàm bên người đứng thẳng. Đám người lộ ra vẻ ngờ vực, ánh mắt tề tụ tại Tiêu Phàm bên người Tiêu Lâm Trần trên thân. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, trịnh trọng nói, kể từ hôm nay,
Tiêu Lâm Trần là Vô Tận Thần Phủ chi chủ, tiên ma giới chi chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Ai cũng chưa từng Tiêu Phàm vậy mà lại làm quyết định như vậy. Bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đã là tiên vương cảnh tu vi, thọ nguyên cơ hồ vô tận, căn bản không cần thiết làm như thế. Tốt, nhìn xem ồn ào đại điện, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, việc này, bất luận kẻ nào đều không được có dị nghị, về sau mọi người muốn tận tâm phụ tá Lâm Trần. Rõ, tất cả mọi người cung kính bái nói, không có một người có dũng khí vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, chỉ cần có Tiêu Phàm tại, Vô Tận Thần Phủ liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không người nào dám phá hư Vô Tận Thần Phủ cục diện thật tốt. Khi mọi người ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Thủ tọa phía trên, ngồi lại là Tiêu Lâm Trần. Vô Tận Thần Sơn chi đỉnh, một gian u tĩnh trong sân, hai thân ảnh đối ẩm mà ngồi. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, người đã đạt tới như thế độ cao. Trong đó một đạo áo trắng thân ảnh ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn một ngụm buồn bực phía dưới rượu trong ly, thở dài, xem ra là ta rơi ở phía sau. Tiêu Phàm cười lắc đầu, cảnh giới của ngươi cũng không yếu, ngắn ngủi mấy năm liền đạt đến Hỗn Nguyên Tiên Vương chi cảnh, chư thiên vạn giới có thể vượt qua ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đối mặt tiếp xuống cục diện, thực lực như vậy vẫn là quá yếu. Kiếm Hồng Trần cau mày, hít sâu một cái nói, tiếp xuống ta sẽ bế quan, không đột phá Hồng Mông Tiên Vương không xuất quan. Tiêu Phàm gật gật đầu, chúng ta thời gian không nhiều lắm, lão nhân coi mộ truyền tin, thời không chi hà bên trong lục đạo luân hồi phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, người đối diện đang không ngừng phá hư phong ấn. Tạp sao? Kiếm Hồng Trần hai mắt nhắm lại. Một cái tạp, cũng đủ để cho chư thiên vạn giới toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, mà nhóm chúng ta phải đối mặt đối thủ, không chỉ có tạp một người. Kiếm Hồng Trần trầm mặc không nói, hắn cũng rất rõ ràng vạn tộc phải đối mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Một cái tạp liền để chư thiên vạn giới cơ hồ tuyệt vọng, có thể hắn sáng tạo khư tộc, cũng không thể khinh thường. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thật lâu, Kiếm Hồng Trần mở miệng lần nữa. Hết tập 349.